Là anh có tên tên em rồi đúng không? Ok, xin chào tất cả mọi người. Mọi người có thấy được hình rõ không? Hôm nay thì chúng ta không phải là có một mình, hôm nay thì có một người em nữa, cũng rất là nhiều cái điều muốn chia sẻ với mọi người, và chúng ta cũng có thêm một khách mời ở rất là xa nữa. Khách mời chúng ta ở tận Điện Biên lận. Điện Biên. Điện Biên nha mọi người, rất là xa luôn. Và cô ấy thì là một nữ chiến sĩ công an rất là xinh đẹp và đang kinh doanh, đang bán hàng online trên Facebook cá nhân. Và tất nhiên là cô ấy sẽ chia sẻ cho mọi người cách làm sao để bán hàng online trên nick cá nhân rồi. Chúng ta chào nhau một chút nhá. Rồi, xin chào chị Trang, chào anh Quân, chào Mi Hồ, chào anh Kiên. À, mọi người lưu ý là hôm nay thì chúng ta sẽ có cái mini game, đó trị giá là 1.500.000 đồng, gồm 3 khóa học online của Cương Bích luôn. Cái này thì hôm nay chúng ta được có tận hai giải thưởng lận. Một là mọi người sẽ cho những ai quay quay số may mắn nhé, chúng ta có thể comment con số may mắn nhé. Chào Thiên, và em chào chị Trà, em chào anh Định. Và mọi người, một là chúng ta có cách đầu tiên là chúng ta chia sẻ về tường và chúng ta comment một, comment ba số từ 0 đến 99 thoải mái. Chúng ta quay số. Cái thứ hai, nếu mà mọi người không thích chia sẻ về tường á thì mọi người có thể làm sao chia sẻ nhiều nhóm nhất, thì ai chia sẻ nhiều nhất mình cũng tặng, tức là mình tặng hai người luôn. Chia sẻ nhóm bất chấp, nhóm nào cũng được, nhóm bán hàng luôn được đó, có thấy mặt là được rồi, biết đâu hợp với nghề đó thì sao. Hôm nay chúng ta là khá là chúng ta có tận hai khách mời lần, không phải một mình nữa. Hôm nay thì mình sẽ không một mình rồi. Chào anh Hưng. Ok, chào tất cả mọi người nhá. Mọi người có nghe rõ em nói được không? Vô tình hôm nay mặc đồ không sạch tông quá À, Thương có muốn nói gì với mọi người không em? À, chào mọi người, thì hôm nay vô tình lên thăm anh Cương thì ảnh lo vô livestream luôn. Đó, thì Chào anh về cái việc Quân. mà trên Facebook, bán hàng Facebook cá nhân mình có một số cái thứ để chia sẻ cho mọi người. Tại vì mình thấy mọi người bán hàng Facebook cá nhân là thường cứ đăng bài rồi cứ tư duy là cứ miễn phí, không có gì miễn phí mọi người. Miễn phí là không có câu được tiền người khác đâu. Chỉ cách mọi người làm. Rồi, ok, chia sẻ về nhóm là được, miễn là ai chia sẻ nhiều nhất là được. Nhóm nào Chào cũng anh được. Công. Còn bây giờ chúng ta không nhất thiết phải chia sẻ live stream về tường được. Được chưa? Nhớ chưa? Mọi người ok không? Và tí là cuối buổi để thống kê nhé. Còn không thì chúng ta có thể chia sẻ về tường và comment hai chỉ số. Hoặc là chúng ta có thể comment hai chỉ số trong live stream. Rồi. Thì để mà bắt đầu chương trình thì mọi người có muốn một khách mời là nữ xuất hiện không? Các bạn có muốn một khách mời là nữ xuất hiện không? Nữ xinh đẹp nhá. Chào anh Trọng. Còn hai ông nam thì chắc là không không có Được hấp dẫn rồi. rồi, đúng không? Chúng ta sẽ có một khách mời nữ xinh đẹp. Không phải xinh đẹp mà là vô cùng xinh đẹp để mà nói chuyện với mọi người. À, đó là cô ấy sẽ chia sẻ về cái kinh nghiệm bán hàng của cô ấy. Và cô ấy cũng là chỉ là một người bình thường, bắt đầu từ số 0, và cô ấy sẽ chia sẻ cái hành trình mà trở thành một người bán hàng online. Thì chúng ta sẽ mời bạn ấy lên nhé. Còn đây là cái các bạn, chúng ta sẽ chờ một chút nhé. Ok, chào tất cả mọi người. Lò Hà, em đang xem live stream thì chuẩn bị nhá. Bây giờ anh sẽ gọi điện cho em. Này, kiểu như là đầu cầu truyền hình trực tiếp anh nhỉ. Mọi người có nghe rõ được không? Nếu mà nghe rõ chúng ta vui lòng là comment cái số 1 cho mình nhá, để chúng ta bắt đầu nhá. Comment số đi để nhận khóa học. Đang đổ chuông.
Rồi. Chào em. Không có camera ở đây rồi. Ok, mọi người nhìn nhìn thấy được lò hài chưa? Quá xinh. Quá xinh đúng không? Quá xinh so với quy định đúng không? Nếu mà chúng ta mọi người nhìn thấy được lò hà thì vui lòng comment xin chào cô ấy nhá. Comment số 2 để chào lò hà nhá. À, em sẽ phải nói to hơn một chút lò hà nhá, bởi vì là mình ấy. Các anh khen thì em nổ mũ nữa. À. Em có hôm nay em có quà tặng gì cho các bạn xem live stream không? Có đấy ạ. À. Cho mọi người cho mọi người xem cái sản phẩm của em thử cho nào. Có cho người like chung không? Đây, đợi em chút nhé. Mọi người thấy đây là sản phẩm mà Hà đang bán. Là những sản phẩm của em đang bán và đây. À, mấy cái. Đợi em chút, em sẽ quay cho mọi người xem một chút về những bình tinh lăng của em rất là to luôn. Dạ. Yeah. Đây. Cũng là khách mời xịn bán hàng online nhá, cho các mọi người. Em những sản phẩm này là em bán tất cả đều em bán hàng online hết đấy ạ. Rồi. Ok. Rồi mọi người chào, mọi người thấy lò hai chưa? Mọi người chào lò hai số 2 nhá, chúng ta comment số 2 em để chào tất cả các anh chị nhá đang xem livestream của thầy Hồ Ngọc Cương. Rồi, chờ chờ một chút cho ấy, nó sẽ hơi hơi chậm so với cái anh em mình thấy một chút. Cái mấy cái hũ này sao nhìn đẹp á. À, hũ là đẹp. Âm thanh hơi kém. Được, không sao đâu. Ok rồi. Chào anh Trần Văn Khương nhá. Đây rồi, bạn học cùng lớp rồi. Nhìn thấy rồi. Em bắt đầu từ đâu nhỉ thầy nhỉ? Được rồi, ok. À, bắt đầu là như thế này nhá. Tức là anh đang muốn hỏi là cái hành trình của mình bắt đầu từ bán hàng online từ số 0 đi. Được chưa? Vâng. Thì em chưa nghe là cái hành trình, ví dụ bắt đầu ngày xưa bắt đầu làm tự, tại sao tự dưng em bán hàng Facebook này? Và em làm thì em kinh doanh gì, có khó khăn gì không, có chia sẻ lời khuyên gì mọi người không? Sau đó mọi người sẽ đặt câu hỏi, chúng ta cùng tương tác. Vâng. Thế thì em cũng xin bắt đầu, thì em cũng xin giới thiệu một chút về bản thân. Thì em tên là Hà, mọi người hay gọi em là Lò Hà. Và em sinh năm 1993. Và em là người dân tộc Thái Đen và hiện tại đang sống tại Điện Biên. Đó, và cái nghề chính của em thì là em làm bên công an. Và nghề tay trái của em thì là kinh doanh online thôi. Và cái sản phẩm mà em lựa chọn kinh doanh online đó chính là một... Đây là những sản phẩm của em kinh doanh online đây. Đây là những đặc sản liên quan đến quê hương em, đặc sản Tây Bắc. Đó. Thì cái mặt hàng mà em lựa chọn thì là những cái mặt hàng hàng chọn này, chuẩn dùng này. Và cái phương châm mình muốn mang đến cho khách hàng đó chính là hàng chất lượng và đi cùng với tâm đức. Đấy là cái cách em tiếp cận khách hàng của em đó. Và cái quá trình của em thì cũng đơn giản thôi. Thì lúc đầu thì ngay từ đầu thì mình cũng không nghĩ là mình sẽ kinh doanh online đâu. Đó thì là ngay tại trường Học viện An ninh ấy, thì lúc đầu thì cái sản phẩm đầu tiên em lựa chọn kinh doanh online đó chính là bán bao lì xì công an. Bao lì xì công an thì trong trường đấy, thì lúc đầu thì em cũng thử chất thôi, tại vì mình cũng thấy nhiều người bán mà, thì mình cũng thử, thì mình cũng thấy là em bán hàng này cũng khá là tốt. Đấy thì lần em cũng bán xong là cũng thôi luôn. Thì nghỉ lễ hay là Tết ấy, thì mọi người hay nhờ em. Tại vì nhiều người nhà em cũng nhiều người làm món này mà, đặc sản, ví dụ như là về thịt các bếp này, rồi cũng có người bán món đặc sản như này. Và rồi là mọi người ngâm rượu bán nữa. Đấy, với cả là mọi người nói chung là đa phần là người nhà em làm, cho nên em muốn quảng bá cái sản phẩm này. Rồi. Thì lúc đầu mình cũng chỉ lấy hộ thôi, nhưng về sau mình có cái ý tưởng và mình muốn mang cái sản phẩm này trở thành cái sản phẩm mình kinh doanh.
thì em đã thử sức. Thì song song với cái việc mình song song với cái việc em bán mặt hàng sản này thì em cũng đã thử sức với cái quần áo này rồi là mỹ phẩm, nhưng mà mình cũng thử trải nghiệm. Thì và cách đây một năm, đúng không, cách đây một năm thì em có học với lớp của thầy Cương Bích, thì thầy cũng đã chia sẻ cho em cái xu hướng kinh doanh online hiện nay ấy, và những cái ưu điểm nhược điểm và những cái khó khăn này, rồi đấy để mình về cái mặt hàng, những mặt hàng của mình đang bán ấy, thì để mình có cái hướng đi và rút ra cái kinh nghiệm cho cái bản thân. Thì em cũng đã thử sức, thì và sau cái 2 năm rưỡi thì là đến thời điểm hiện tại thì em đã lựa chọn được cái sản phẩm mình có thể gắn bó và mình thấy là nó thực sự rất là tốt. Và có đi vào cái hướng mà kinh doanh đó chính là đi vào làm đẹp và sức khỏe. Thì em thấy là em đi vào lĩnh vực sức khỏe rất là tốt. Vậy thì cho em hỏi một câu nhá, là với một cái tư cách cá nhân em thôi, thì em có lời khuyên dành cho mọi người khi mà chọn một sản phẩm để bán hàng online á? Bởi vì anh thấy là nhiều người họ chọn sai sản phẩm, chứ không phải là sản phẩm nào cùng chúng ta cùng bán được. Tất nhiên là người ta bán được nhưng mình không bán được, đúng không? Nên là em có lời khuyên nào dành cho những người đang bán hàng online để chọn một sản phẩm, được chưa? Đừng với tư cách cá nhân em. Em cũng các bạn đang live stream bằng ấy, máy tính đúng không? Đúng rồi. Thì lại nghe bằng qua iPad nó không được rõ lắm. Thì em cũng nghe qua để em thấy là em cũng khuyên các anh chị là thật ra thì không phải mặt hàng nào cũng thể bán được trên Facebook. Thì là có những sản phẩm cực kỳ khó. Ví dụ như là bán trên page thì em thấy là những cái sản phẩm ví dụ như Facebook cấm ấy thì mình có thể lách qua một chút để mình bán. Còn trên Facebook cá nhân thì là mình cứ đăng lên thôi. Thì đấy, thì là nhưng mà cái cách mình tiếp cận khách hàng nó phải nó làm sao mà nó hợp lý một chút. Đấy. Tự nhiên nói gì quên mất. Chọn sản phẩm, đang nói về chọn sản phẩm. Đó là kinh nghiệm chọn sản phẩm thôi, của em thôi. Vâng. Đấy, thật ra là cái sản phẩm của em đang làm ấy thì là nó không phải là sản phẩm dễ, cực kỳ khó. Nhưng mà cái mình đầu tiên thì rất là khó khăn đấy. Em rất là khó khăn bởi vì là em thực sự thì là em rất là bận. Đấy, cái công việc chuyên môn của mình rất là bận. Và thì em thực ra em làm cái công việc này ngoài giờ thôi. Thì có cả ông xã có giúp nữa. Đấy thì em cũng làm được, thì thu nhập hàng tháng thì có thể nói là có thể hơn lương của mình đấy. Đấy, phải yếu tố đầu tiên là phải có gia đình ủng hộ không? Vâng, thật ra là thi thoảng mình cũng phải liều một chút. Đấy, liều một chút thì mình mới biết được là cái sức mình đến đâu. Đấy. Em cũng thử, đấy. Thật ra thì mọi người khi mà tiếp cận khách hàng phải tìm được khách hàng tiềm năng của mình. Tùy cái sản phẩm thì mình lựa chọn. Đấy. Như của em thì ví dụ như mặt hàng này chẳng hạn thì cái khách hàng nó phải có cái thu nhập ổn định một chút. Đấy, và không thể mà bán cho học sinh sinh viên được. Được, đúng không? Rồi. Không, ví dụ như cái Facebook mà toàn học sinh sinh viên thì cũng không thể bán được. Đấy. Rồi. Mình phải đi kết bạn này, đấy, qua các group. Rồi, ok. Cái này thì các bước mà bán hàng online á, thì tí nữa thì mình sẽ trình bày cho mọi người, được chưa? Thì bây giờ mọi người có câu hỏi gì đặt cho Lò Hà không? Những người mà mọi người đang bắt đầu kinh doanh bán hàng ở trên Facebook cá nhân này, thấy gì toàn khen đẹp thôi, không chưa thấy ai hỏi gì cả. Khen là xinh, giỏi, đúng là vợ người ta. Nhưng mà số bớt rồi đấy, em thực ra em cũng không phải là xinh đẹp đâu, anh cứ anh hơi quá thôi. Sắp tới thì anh đang muốn là đấy là nữ hoàng đặc sản Tây Bắc đấy. Nhân em có rất nhiều mặt hàng và những cái sản phẩm mà em mang đến thì đều là hàng chọn, nhưng mà cái giá cả nó hợp lý một chút và hàng chuẩn đó. Cái cách em mang đến cho mọi người như thế. Với lại là bây giờ nó gần Tết rồi đó mọi người ạ, mình có lời khuyên là những ai mà đang chưa có mặt hàng gì á mà muốn kinh doanh được Tết này, bởi vì chúng ta sắp Tết rồi thì cái lượng người mua nó rất là cao, đặc biệt là với đặc sản á, thì chúng ta có thể liên hệ Lò Hà. Rồi ok, chúng ta có câu hỏi gì cho bạn Lò Hà không? Lò Hà là người dân tộc Thái Đen này em? Đúng rồi. Vâng, em người Thái Đen. Thái Đen là sao không trắng? Hay là Thái Đen, Thái Trắng là Thái Đen là đen,
đây anh ơi ạ. À vậy à? À ok. Rồi anh Hưng Trần hỏi là khó khăn trong công việc của bạn là gì? Dạ vâng ạ, em chào anh Trần Hưng. Cái khó khăn nhất thì khó khăn nhất là em... Vâng, em xin trả lời câu hỏi của anh Trần Hưng như sau. Thì cái khó khăn đầu tiên của em ấy, đó chính là về cái công việc chính của em. Thì nó thực sự là nó cũng rất là bận rộn. Và những cái em bán hàng thì chỉ bán ngoài giờ thôi. Mình đã có cái khách hàng tiềm năng sẵn rồi. Và lúc đầu thì em cũng không bán được túc tắc thôi. Đấy, và sau một thời gian trải nghiệm thì là mình thấy là mình có cái lượng khách hàng nó rất là ổn. Đấy. Và em chưa làm được cái khó khăn trong công việc của em đó chính là em nếu mà em làm được cái video mà em vào được các bản, các xã, em vào rừng em làm được cái video mà em đi lấy được lấy đồ đấy thì là nó sẽ tốt hơn trong công việc bán hàng của em. Tức là đấy là mình có hình ảnh thực tế đúng không? Và cái đấy em chưa làm được và trong thời gian tới thì có thể là em sẽ cải thiện hơn và có cái cách khắc phục để làm được điều đó. Tức là khó khăn đây là mình phải cân đối giữa thời gian cho công việc và thời gian cho bán hàng online đúng không? Với lại vâng. cái mọi người quan tâm là biết gì không? Em chỉ làm ngoài giờ thôi. Đúng rồi, cái cách chọn sản phẩm là cái như là mình chọn sản phẩm là mình nhìn vào cái tiền lời hay là nhìn vào cái sản phẩm mà mình thích để bán. Em chưa nghe rõ anh nói là anh thì nói. Nói chung là như thế này nhá, cái phần mà chọn sản phẩm á đúng không? Tức là thương đang hỏi mọi người là chọn sản phẩm đúng không? Đúng rồi. Cái này thì không biết mọi người thế nào nhưng mà thực sự chọn sản phẩm là một cái chuyện cực kỳ khó khăn. Có những người đôi khi họ rất là mất vài năm trời để là lựa chọn ra được một sản phẩm đúng. Chứ không phải là chọn sản phẩm là chúng ta ngày 1, ngày 2 đâu. Chúng cũng là phải thử nghiệm, rồi cùng phải đau thương. Chứ còn không phải là nên là chúng ta đừng có hy vọng là ô Lò Hà ơi hay là anh Cương ơi anh có hàng gì cho em bán không? Đang bán tốt thì anh bán rồi, không nên lừa em đâu. Đúng không? Nhưng mà sản phẩm mà đặc sản Tây Bắc của Lò Hà thì mọi người có thể là bán cùng được bởi vì là tên đấy nó là nguồn. Nên là cái phần mà chọn sản phẩm để kinh doanh á thì chúng ta sẽ vào một cái buổi live stream tuần sau thì có một khách mời thì sẽ chia sẻ là làm sao chọn sản phẩm kinh doanh. Nó hơi căng đúng không? Cho đoạn đấy. Rồi. Và em cũng xin chia sẻ một chút đó là em qua mấy năm em làm ấy thì thực sự là mặt hàng này Tết bán rất là tốt và rất là chạy. Đấy, anh chị nào mà ví dụ như là chưa tìm được cái lựa chọn được cái sản phẩm kinh doanh của mình hoặc là muốn lựa chọn cái sản phẩm kinh doanh online lâu dài thì có thể liên hệ với em thì em sẽ chia sẻ sâu hơn một chút. Đó. Rồi, ok, cảm ơn em. Ở đây thì mọi người lưu ý này, ở đây thì có mọi người cái bạn Lê Cường hay là anh Lê Cường nhé, thôi xin lỗi là thì nó có hỏi là đó là chúng ta sẽ dùng sản phẩm gì ở đâu, làm sao để mở rộng cái tệp khách hàng tiềm năng đúng không? Đây, thì cái này thì nó sẽ là một trong những cái phần của cái buổi live stream chúng ta sẽ có. Nhưng mà Lò Hà có thể chia sẻ một chút làm sao để tìm được cái tệp khách hàng tiềm năng em? Vâng ạ, em xin trả lời câu hỏi của anh Lê Cường. Trước tiên thì cái tệp khách hàng tiềm năng của mình đó chính là như bản thân của em ấy thì là bạn bè của em, đó là những người trong ngành, thì là những người có kinh tế ổn định một chút thì đó thì sẽ là cái khách hàng tiềm năng của mình. Rồi. Và nhờ ban đầu phải là bạn bè trước đấy, mọi người mua hàng, mọi người biết được cái mặt hàng của mình bán là như thế nào thì lúc đó mọi người sẽ giới thiệu cho mình. Đấy, ví dụ như lúc chiều tối thì có một anh trong miền Nam, thực sự là anh ấy cũng chỉ tình cờ thấy mình trên Facebook thôi, thì anh cũng mua hàng của em đấy, mua hàng và bây giờ trở thành khách hàng tiềm năng của em. Thì anh này bảo là nhờ em lấy hộ của mật ong và gửi vào trong thành phố Hồ Chí Minh chứ không phải gửi vào cho anh trong Bình Dương nữa. Đấy thì đó là khách hàng tiềm năng của mình. Thế sau đấy mình phải kết bạn chứ. Đấy là vô tình thôi thì mình lại tìm được khách hàng tiềm năng. Đấy thì là trong cái group này mình cũng phải vào tìm xem là ví dụ như mình phải gõ tìm kiếm xem là mọi người là tìm
mặt hàng gì chẳng hạn đấy, thì là người ta đang cần mặt hàng đấy, mình sẽ kết bạn người ta. Đấy là sau một thời gian dài mà mình cũng tìm kiếm như thế mà mình kết bạn thì mình sẽ có khách hàng tiềm năng, và mình cứ đăng bán thì rồi là người ta cũng sẽ theo dõi mình thôi. Tức là nhiều lần thì người ta sẽ là mình sẽ có hai bước đúng không? Bước thứ nhất là mình tận dụng cái nguồn lực có sẵn là từ anh bạn nghe, này của mình. Nghe gì? Tức là bước thứ nhất là mình sẽ tận dụng nguồn lực có sẵn đúng không? Nghe được không em? Tức là nói qua cái em đang không nghe thì tiếng gì hết. Tắt cái này. À từ từ. Chờ anh một chút. Nghe được bên này không? Anh gọi lại. Được chưa? Nghe được không em? Được, ok. Rồi, ok. Do anh tắt cái tai nghe nên là cái mic nó tắt. Ok, vậy là chúng ta có hai cách này. Cách thứ nhất là tận dụng nguồn lực sẵn có, đó là bạn bè của mình đúng không? Còn trong trường hợp cách thứ hai là tất nhiên là bạn bè không thể mua bán mãi được, thì chúng ta sẽ đi tìm kiếm khách hàng tiềm năng mới. Nhưng mà nên là chúng ta sử dụng nguồn lực sẵn có là bạn bè đó. Bạn bè giới thiệu bạn bè, khách hàng giới thiệu khách hàng, thì cái tệp khách hàng của mọi người nó sẽ dần dần nó lớn hơn. Được không? Cái đó thì tí nữa mình sẽ nói ở mọi người ở cái phần đó là thu hút khách hàng. Đó là nghe trong cái chương trình hôm nay chúng ta có một phần đó là thu hút khách hàng bằng công cụ này, bằng cái kinh nghiệm này. Anh Cương có tạo được mắt live stream ảo không? Có, bên anh cung cấp mắt live stream ảo. Cho xin Facebook của Hà, em đọc cái tên Facebook của em cho Pipu công chúa cùng kinh doanh sản phẩm này. Không biết là chắc bạn anh muốn nhập hàng hay sao. Vâng, Facebook của em là tên là Lò Hà luôn. Và em sẽ viết comment cái số điện thoại bên dưới cái live stream này, thì anh chị nào có nhu cầu thì có thể liên hệ với em nhé. Rồi, đúng rồi, comment đi. Rồi, mọi người có câu hỏi gì cho Lò Hà không? Thứ nhất là nguồn hàng này, thứ hai là khó khăn này đã giải quyết này, thứ ba là làm sao để thu hút khách hàng đúng không? Thì chúng ta có hai ý, thứ nhất là tận thu, thứ hai là đi tìm kiếm thêm, thì tí chúng ta sẽ nói rõ hơn với phần này. Bây giờ chúng ta sẽ hỏi những cái chuyện gì mà về kinh nghiệm á, thiên về kinh nghiệm á, những cái chuyện gì mà không có tên YouTube á, chỉ có những người mà thật sự bạn bè thì chúng ta mới chia sẻ với nhau ở cái buổi live stream này thôi. Ok, đầu rồi mọi người đặt câu hỏi nào. Chị Đỗ Thị Kim là bạn dùng phần mềm gì để hỗ trợ Facebook cá nhân không? Hiện tại thì Facebook cá nhân thì em không dùng nhé. Chưa đúng không? Ok, thì tí nữa cũng sẽ nói về các công cụ hỗ trợ để bán hàng. Vâng, bởi vì là em thật ra là em cũng bận ấy. Nếu mà mọi người cần công cụ gì có thể liên hệ với anh Cương nhé. Anh Cương biết hết đấy ạ. Không, bây giờ có anh Cương thì anh có thể live stream hàng tuần, nhưng mà không phải khi nào mọi người cũng gặp được Lò Hà ở đây đâu. Được chưa? Riêng cái chuyện mà lên đây mà nó mòn nhan sắc rồi lại chồng đã không muốn cho rồi. Nên là chúng ta phải tranh thủ. Đấy. Bạn Nguyễn Thành có hỏi là bán hàng trong group còn tốt nữa không? Không. Câu hỏi này thì để anh Cương trả lời đi. Ok. Đấy, bởi vì là cũng tùy mặt hàng thôi. Đấy, tùy mặt hàng, em nghĩ là như thế. Đúng rồi, anh cũng thấy, anh đồng ý với ý kiến của em. Theo Thương hay nào, bán hàng group còn tốt nữa không? Không tốt nữa. Tùy mặt hàng. Đó, biết là tùy mặt hàng, như thực sự là nó là bây giờ nó chở hàng dạng như một cái vô nước là lộn xộn. Ai cũng chia sẻ, ai cũng live stream, ai cũng chia sẻ trong đó rất là nhiều, mà mình làm như mình cảm giác rất là ngán. Rồi. Đã vô nhiều group rồi mà cảm thấy vô rồi. Mười mấy hai chục cái livestream mà chỉ toàn là bán hàng, chia sẻ, là chơi game rồi này kia. Thật ra mọi người livestream cũng tốt, phải có cái hướng mới. Rồi. Nói chung là quan điểm của mình thì hơi trái ngược với Thương một chút. Không phải là trái ngược, nhưng mà tức là tốt hay không á, là tùy cách chúng ta sử dụng. Hiểu không? Tức là ví dụ như là em biết cách sử dụng, em biết cách tận dụng. Ví dụ như chẳng hạn với những cái group ra thì không nói, nhưng mà với group tốt thì mình có thể vào đó xích đinh chim lợn vẫn được. Ví dụ một cái nhóm chung cư chẳng hạn, mình vào: ê mày ơi, tao muốn mua đinh lăng, mà dạo này trên mạng toàn đồ giả kinh quá. Thì lập tức sau đó Lò Hà thì vào. Không, cái đó thì không, tức thì vẫn tốt đúng không? Đúng, tức rồi. Là vẫn tốt. Nhưng mà cái đó là anh dùng để làm gì đúng không? Vâng, đó là để... như đinh lăng ấy. À, thì em đúng. Có nghe cái bác sĩ của em ở đồng thời có nói, thì là
người ta có chở một xe ô tô, nghĩa là như cái gốc đấy không phải là đinh lăng mà à, là đúng rồi. Giống đinh lăng đấy, đinh lăng ra nó ra màu đen cơ. Không, nếu như cái nhóm bán hàng rác á, thì nó sẽ không tốt, nhưng mà cái nhóm mà mình chất lượng hoặc là nhóm mình tự xây dựng á thì tốt. Còn nếu mà nhóm rác thì bây giờ thì thực chất nhóm rác á, thì nó không tốt, nhưng mà bây giờ có phần mềm nó làm, nên là nói chung là 1.000 người thì vớ vào được một khách đấy, thì kiểu vậy. Không, nhưng mà cái việc mà bóp như vậy ấy thường á để làm gì, thường cho những người tuyển sĩ ấy à. Rất nhiều người đang tuyển sĩ về cách đó. Anh Hưng chia sẻ được nha. Anh Hưng có muốn làm khách mời của em thì tuần sau nữa luôn nha. Ở đây thì có theo anh thì bán kênh nào tốt nhất? Thực chất ấy, câu hỏi này thì nó hơi lan man ấy, hơi linh tinh ấy. Ví dụ bây giờ em muốn tán con nào em phải xác định rõ ràng nhé. Em phải xác định là bản thân em có cái gì và cô ấy có hợp với em hay không, sau đó em mới lựa chọn. Bây giờ giống như em hỏi anh ơi giờ đi tán gái thế nào thì anh cũng chịu bó tay được chưa? Anh Trần Tứ hỏi là gì đấy, sell web tre thế nào? À rồi, hỏi anh Phan Diệm à, thực phẩm. Ở đây có Nguyễn Thanh Thảo hỏi là gì, em mới bán hàng trên fanpage mặt hàng là dược phẩm và thực phẩm, chức năng khó bán quá, khách hàng chưa hiểu, có cách nào quảng cáo tiếp cận nhiều khách hàng hơn? Câu hỏi này thì là sao đấy? Câu hỏi này thì không tí cách. Câu hỏi này thì chúng ta sẽ xem ở cái phần đó là xây dựng lòng tin nhá. Tí nữa chúng ta sẽ xử lý cái phần này này. Đó là xây dựng lòng tin. Rồi. Mọi người có câu hỏi nào khó hơn cho lò hà không? Toàn câu hỏi dễ thế này thì làm sao được? Tiếp xuống nữa. Chị Linh hỏi là bán thời trang nữ cùng 3 năm nay, nhưng chị học lỏm vậy thôi nên dạo này Facebook chặt quá, chị gặp nhiều khó khăn. Chia sẻ chút kinh nghiệm là kinh nghiệm gì chứ chị? Ở đây mọi người hỏi càng chi tiết càng tốt nhỉ? Chứ kinh nghiệm nó là một bầu trời kinh nghiệm luôn. Cái này nó chung chung quá. Đâu, còn ai có câu hỏi gì nữa không nào? Chung chung quá là cũng sẽ không thể trả lời được. Ví dụ như là kinh nghiệm đăng bài, hay là kinh nghiệm sử dụng phần mềm, hay kinh nghiệm live stream chẳng hạn, cho nó rõ ràng mọi người nhá. À, anh trai em cần mua củ đinh lăng xịn này Hà này. Vâng. À, em bán cái củ nào á? Không, lát em sẽ riêng cho anh nhá. Anh Hồ Hải Trung là anh trai con á. Em coi có cái củ nào để em nâng giá lên 200% hay giảm xuống 50% nha anh nhé. Ok anh. Ok, mọi người có câu hỏi gì nữa không nào? Cho lò Hà về cái việc ví dụ bán hàng ở trên nick cá nhân đi. Trên nick cá nhân. À, kinh nghiệm quảng cáo trên fanpage à, hôm nay chúng ta không bàn về chuyện quảng cáo chị nha. Chúng ta hôm nay chúng ta không làm quảng cáo luôn, chúng ta dùng cái kênh mà không mất tiền. À, cần kinh nghiệm like không bị khớp à? Kinh nghiệm like không bị khớp, Hà chia sẻ kinh nghiệm like đi em nhỉ? Là sao anh? Ý là bạn ấy hỏi là cái kinh nghiệm live stream làm sao mà không bị đứng hình á, không lâu lâu âm ơ á. Ý là tự tin á, hỏi làm sao để tự tin đi live stream á. Đại ý là như anh thường nói thôi, quan trọng là thần thái. À đúng rồi. Thật ra thì em live thì em cũng live bình thường thôi. Tóm lại là mình phải lên kịch bản. Tức là sao nhỉ, mình phải có phải lên cái ý tưởng ngay trong đầu mình, chứ không thể là mình tự nhiên một phát mình live luôn. Là mà trước tiên mình phải xác định được cái mục tiêu live của mình. Hôm đấy là mình like là muốn chia sẻ hay là muốn bán hàng hay là như thế nào, mình phải xác định được luôn. Đấy, thì là mình sẽ đi được đúng hướng hơn. Rồi. Thì mọi người có hỏi thì mình vẫn đi được đúng hướng. Đấy, em nghĩ là như thế. Đúng rồi, vì ok. Vì có em thì ít bị, mình bị tức là đứng hình à. Đứng hình đúng không? Cái anh muốn nói với Pipu á, là Pipu cũng là một học viên, nhưng mà muốn like không bị khớp á, thì em phải lì và liều. Anh nói thiệt, em cứ lên like đi, rồi nó sẽ dần dần nó không khớp thôi, thì làm sao mà lần đầu tiên không phải sợ, nên là không phải sợ. Thật ra thì em cũng biết like em á, nhưng mà em thì em nghĩ là cứ tự nhiên thôi. Mình có như nào mình cứ như thế thôi. Đúng rồi, nhưng thì... quê anh gọi là có răng nói rưa đúng không? Nói chung mọi người live stream thì đừng có quá chú trọng vô cái việc là mọi người, đừng có quá chú trọng vào việc mọi người, mình để cố gắng trình bày được, hoàn thành được
trước đi, rồi muốn tốt thì mình cứ từ từ mình coi những cái livestream đó của mình sẽ hoàn thành được. Như lần đầu mình livestream thì nói nó cũng dừ dừ giật, nhưng mà sau khi mình xem lại, mình rút kinh nghiệm, những lần sau thì mình sẽ đủ tự tin hơn. Thường á là livestream tầm 2 đến 3 lần á là những lần sau á, mặc dù nó khớp lên sau nhưng mà vẫn đi được, vẫn bình thường, vẫn xử lý hết mọi việc. Đó là cái kinh nghiệm đó. Ở đây thì có một bạn hỏi là xây dựng nick cá nhân mình hay quá nhiều tin nhắn comment hỏi tư vấn nhưng khó chốt, mất nhiều thời gian, thì có cách nào để giảm? Rất khả năng là bạn ấy hỏi là làm sao cái kỹ thuật chốt sale. Em có chia sẻ kinh nghiệm gì về cái kỹ thuật chốt sale không? Tức là em, cái nói chuyện bán hàng ấy. Em cũng chưa học cái lớp chốt sale nào đâu. Thì em đây từ bản thân của em thôi, thì em nghĩ là mình cần phải, tức là mình phải chia sẻ cái mà người ta đang cần ấy. Ví dụ như là ví dụ như mỹ phẩm thôi chẳng hạn, ví dụ như thế. Thì là ví dụ như là chị đang bị mụn này, chị có bị vấn đề về da không, hay là khi chị sử dụng sản phẩm này chị sẽ được như thế nào đấy, ví dụ như thế. Mình phải nói được cái được của người ta ấy, cái được sau khi sử dụng cái sản phẩm này đấy, ví dụ như thế. Em nghĩ là như thế. Còn cái nếu mà mọi người tùy mặt hàng thì mình sẽ có cái cách chốt sale nó khác nhau ấy, thì nó không giống nhau. Thì em nghĩ là nếu mà mình cảm thấy mình không chốt thì mình có thể học cái lớp nào đấy, học lớp chốt sale đấy, em nghĩ thế. Rồi, ok. Có thời gian đi học, em nghĩ thế. À, cái này cái về kinh nghiệm chốt sale thì anh có một cái chia sẻ như thế này. Ở đây mọi người thấy ở đầu cái slide mọi người thấy có suy nghĩ về bán hàng không? Đó là cái ý đầu tiên mình muốn nói với mọi người, tức là sao? Mình bán hàng á thì mình đừng có nghĩ là mình đang đi moi tiền hay là gì khách hàng, mà mình hãy nghĩ là họ đang cần mình đang mang lại giá trị cho khách hàng. Đó là điều quan trọng, là khi đấy mọi người mới tự tin bán hàng được, chứ không phải ron nén rén. Nên là mình chốt đơn mình không bao giờ chèo kéo luôn, mình nói luôn với người ta đấy là cái vấn đề của họ, sản phẩm em tốt như thế này hay kia, chị gặp em sẽ giải quyết thế này thế kia, còn chị gặp ai thì tùy, nhưng mà tốt nhất là gặp em đi. Đó, tức là chúng ta phải có suy nghĩ về tự tin, tức là phải chốt đơn và chúng ta không chèo kéo khách hàng, chúng ta mang lại giá trị cho họ. Nên là có một câu rất hay ở trong cái đó là khách hàng không mua sản phẩm của bạn mà họ mua lý do bạn làm ra sản phẩm. Đó, nên thì mình sẽ nói cái đó. Điện mặt trời. Rồi, không ai nhìn được bài viết là sao nhỉ? Anh Long mùng 10 vào nhá. À, xin bổ sung là ngành hàng khá đặc biệt. À, gì đấy, ngành hàng đặc biệt điện mặt trời đầu tư một lúc 50 triệu. À, kiểu 100, 200 triệu. Vậy thì nó thực sự là cái này bọn các bạn là làm kinh doanh bài bản rồi. Ở đây trong cái buổi hôm nay mình đang nói về cái chuyện là chúng ta bán hàng cá nhân để mà kiếm thêm thu nhập. Đúng không? Tháng 5, 10, 15 triệu. Thích thích thì nhân lên đôi tí. Chứ còn bây giờ hợp đồng 50, 100 triệu là chúng ta phải làm đàng hoàng. Và chúng ta phải đàng hoàng thôi. Còn bây giờ ở đây là cái thứ nhất mình muốn chia sẻ với mọi người á, là không ai dạy các bạn làm giàu cả. Cũng chả ai cho các bạn sản phẩm cả. Đây là giúp một phần nào đó thôi để các bạn đi nhanh hơn, làm nhanh hơn thôi. Chứ không phải là làm giàu thì thôi không có đâu. Hoặc là sản phẩm như thế này thì không có được. Không ai xem bài thì chốt đơn làm sao à? Ý là bạn này hỏi là trà xanh hỏi là không ai viết, không ai xem thì chốt đơn làm sao á? Có chứ. Người ta chỉ xem nên người ta không bao giờ like. Ví dụ như mình cũng thế, thi thoảng mình thấy cái bài viết của ai đấy nhưng mà mình cũng không like. Nhưng mà mình thấy cái gì đó nó rất là thú vị. Nói sao nhỉ? Bởi vì có những cái bài viết mà ví dụ như chúc mừng hay gì đấy thì người ta sẽ vào comment, nhưng có những cái bài viết người ta bán hàng thì đa phần bây giờ là người ta sẽ không comment mà nhiều đâu. Và khi người ta có nhu cầu người ta sẽ inbox đấy, ví dụ như thế. Em thấy nhiều khách hàng là như thế. Chào Tú, chào anh Tú Nguyễn. Ở đây mọi người lưu ý nhá, là cái chỗ mà không ai xem bài á thì làm sao để chốt đơn. Tức là ý anh hiểu ý bạn này hỏi là kiểu như là không ai đến nick cá nhân của bạn ấy á thì làm sao mà để bán được hàng á, được không? Thì cái này mọi người thấy Lò Hà đã trả lời, cái thứ nhất là chúng ta phải dựa trên bạn bè chúng ta.
Mà cái thứ hai mà chúng ta nữa là chúng ta phải đi tìm kiếm bạn bè, chúng ta kết bạn thôi. Thôi chúng ta ngồi một chỗ, chúng ta lấy đâu ra khách hàng mà bán, được chưa? Thì cái đó thì chúng ta sẽ giải quyết ở cái phần đó là thu hút khách hàng này này. Tí nữa mình sẽ nói với mọi người chỗ đấy. Gì à, anh Nguyễn Thành Thảo nó không ai vào comment thì chốt sau. Ý của anh là những người trên cái Facebook cá nhân của anh đọc bài mà không comment, hay là những người lạ lạ mà không comment? Tại vì nếu như những người chưa kết bạn, chưa theo dõi thì Chào không thấy Đôn. bài, đâu thấy bài để comment đâu. Không ai comment thì chốt sao. Ở đây mọi người rõ ý thế này là ý là họ không hỏi mua, đơn giản có thể sản phẩm mọi người chả có gì hấp dẫn thì không ai mua là đúng rồi. Có thể cái tệp khách hàng của mình Chào trên anh Facebook Quân. cá nhân á, cái tệp mà đang kết bạn với mình á, nó không có quan tâm đến sản phẩm của mình nó đang đi lộn tệp khách hàng rồi, mình phải đi kết bạn tìm được một tệp khách hàng khác. Đúng rồi, cùng nào đúng không? Phương nói đúng đấy, tức là mọi người sai tệp khách hàng rồi. Ví dụ bây giờ mình bán đắt tiền chẳng hạn, mà mình bạn bè mình toàn sinh viên chẳng hạn, ai nó mua? Đúng không? Và bây giờ bạn bạn mình bán hàng giá rẻ đi, hàng chợ, tự nhiên bạn bè mình toàn VIP thì nó cũng không có mua. Cái này thì rất là nhiều vấn đề nhá, tí nữa mình sẽ trình bày lại hết. Rồi, ở đây mọi người có ai muốn hỏi cái gì về thiên về chuyện mà kinh nghiệm và trải nghiệm không? Để lò Hà có thể giải đáp cho. Còn ở đây thì Hà có rất là nhiều sản phẩm, nên mọi người ai mà chưa có sản phẩm để kinh doanh, đặc biệt là dịp Tết này á, thì chúng ta liên hệ với Hà nhá. Facebook là lò Hà, hình như không không ai trùng như vậy đúng không? Thật ra thì cái tên tên này thì em nghĩ nó sẽ trùng đấy, nhưng mà qua cái số điện thoại ấy chứ không trùng Rồi, đâu. số điện thoại à? Không có tính em là số em điện thoại comment lại cái số điện thoại anh ghim lên tên cái. vâng, đây. Xin chào mọi người nhá. À, mọi người nhớ nhá là trong cái chương trình chúng ta thì chúng ta có một cái phần quà nhá. Đó là combo 3 bộ khóa học online trị giá 1,5 triệu dành cho bạn nào chia sẻ livestream ở nhiều nhóm nhất, hoặc là chúng ta có thể comment cái con số may mắn vào đây. À, cái câu hỏi của Nguyễn Thành này thì tí nữa sẽ giải đáp luôn. À, đúng là hạn chế của bán hàng với nick cá nhân á, thì câu hỏi của Nguyễn Thành đó là mình bán hàng một thời gian, đăng bài thời gian thì bạn bè bỏ theo dõi, khách hàng không có, vậy thì mình phải làm sao? Cái này thì nó sẽ liên quan đến cái chuyện là bạn cho khách hàng nội, tức là cái cách bạn bán hàng á. Tức là chúng ta không mà không tìm kiếm khách hàng mới á thì chúng ta bán thời gian thì nó hết. Nên là chúng ta sẽ phải làm hết cả ba bước này. Thứ nhất, chúng ta xây dựng lòng tin này, lên kế hoạch này, thu hút. À, ba cái bước này thì bên trong nó rất là nhiều bước nữa, thì tí mình sẽ trình bày cho mọi người dần dần, được chưa? Cái này thì mình sẽ trình bày lại nhé, bởi vì là rồi đây lò Hà đây mà không thấy nút ghim đâu ở đây. Rồi, chúng ta đã ghim cái thông tin của lò Hà lên đầu livestream nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi từng 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 bước này, từng bước để mọi người giúp mọi người bán hàng online nhé, tức là mình đi từng bước nhé. Bây giờ đầu tiên là Xoan Seri hỏi là ví dụ mình nhờ bạn bè vào seeding mà gặp đối thủ và ăn trộm khách của mình, cái cách này thì anh có một cách giải quyết, đó là em ra mua cho anh tầm khoảng vài chục cái sim sim rác á, sao em cứ thằng nào nó cướp khách em đưa số sim rác, em lấy một địa chỉ rác á, nó phát đi tầm khoảng vài chục cái như vậy nó sợ luôn, nó không biết là khách hàng thật hay khách hàng giả của mình nữa. Vậy là lần sau nó không nhảy vào, chứ còn mà chửi nhau với bọn nó thì cũng bằng không. Chị Trà hỏi là khi đăng bài hàng ngày em có hay tag bạn bè của mình hoặc khách hàng quen không? Cái này là không. Em xin trả lời câu hỏi của chị Mộc Chi Trà. Em thì thực sự là em rất là ít khi tag bạn bè đấy, cho nên là bởi vì là em nghĩ là mình bây giờ mình bán hàng online, mình tag nhiều quá người ta sẽ cảm thấy rất là phiền, kể cả mình thì cũng thế thôi, bởi vì là những người mà hay tag mình ấy, em cần cần gỡ thẻ thôi đấy. Ví dụ như các bạn cũng đang bán hàng như mình chẳng hạn đấy, người ta cũng không thích tag đâu, cho nên là mình cũng nên là đi tương tác với bạn bè mình đấy, khách hàng trong trong cái tệp khách hàng trong trong cái danh sách bạn bè của mình ấy, thì để mọi người thấy bài viết của mình thôi, và nếu mà được thì mọi người nên livestream bán hàng thì mình sẽ tiếp cận được khách hàng nhiều nhất đấy, em nghĩ là như thế. Còn nếu mà tăng thì em không không tăng mấy đâu, ít, rất cực kỳ ít. Nói chung là mình cái quan điểm của anh cũng không thích làm phiền như vậy á.
Em nghĩ ai cũng thế. Thật sự mà mình cũng không làm phiền, mình đừng có spam. Nếu như là em thì em biết là cái tan á thì nó tốt và nó nhảy lên nhiều, nhưng mà mình cũng chỉ được vài lần thôi. Thì hơn nhau là chúng ta sẽ đi đường dài ấy. Còn nếu mà chúng ta chỉ bán hàng ngày 1, ngày 2 bột chộp thì thôi, chúng ta không nên làm, bởi vì nó chả đáng để chúng ta bán cái sự gọi là cái cá nhân của mình. Cái bạn trong cái mắt bạn bè mà đấy, thằng Cương cứ suốt ngày nó tan mình vào phiền. Nó giống như cái vụ mà mọi người nhớ cái thời cái lúc mà cách đây nửa năm á, cái vụ mà bán sim số điện thoại rẻ đẹp á, lúc nào cũng bị tan vô, bị nhốt vô cái nhóm chat vài chục người, vài trăm người á, rất là phiền. Anh nói cho mấy hỏi mọi người có cái gì không? Mọi người có gì để hỏi đúng không ạ? Để mình... Mọi người có gì hỏi em không thì hỏi đi ạ. Em sẵn sàng trả lời, chia sẻ. Em sẵn sàng. Đúng không? Còn ngày mai em đi trực rồi không có thời gian đúng không? Nên là mọi người về tay cù đi. Gần Tết rồi, tranh thủ thôi anh chị ạ. Chương trình bánh tương có thịt à? Chọn xem cách nói cách nào đó. Ok, mọi người có câu hỏi gì nữa nữa không nào? Không có câu hỏi thì chúng ta sẽ đi từng bước trong cái chương trình hôm nay nhá. Trước khi mà chúng ta mọi người gửi lời cảm ơn đến Lò Hà được không? Chúng ta gõ Thanh nhá để cảm ơn nhá, hoặc là gõ Việt Nam đi. Câu hỏi của anh Hưng à? Anh Hưng gõ lại câu hỏi em gái, bởi vì câu hỏi comment nhiều nó bị trôi anh nhá. Không có coi lại được. Tết rồi chúng ta hãy làm chương trình bánh chưng có thịt nhá. Bây giờ chúng ta đã phải chuẩn bị bán hàng Tết, và nếu có những sản hàng khan hiếm thì mọi người đã phải gom hàng rồi đấy. Chứ không phải chờ đến Tết rồi mới đi bán thì thôi ấy. Vâng, em có gì anh chị ạ? Đâu đang đợi, đợi anh... Em đang đợi anh Hưng ấy. À tiên là em quay cho mọi người cái sợi sản phẩm có cái gì hay hay là... Sản phẩm của em á? Có gì ăn không? Đây đây. Mật ong này, thảo mộc này, thảo mộc miền. Ra là em cũng đang lấy hàng và em cũng bán đi rất là nhiều. Cho nên là mặt hàng em bày lên đây em chỉ bày lên ít thôi. Chủ yếu là cắt trong hòm mà. Cắt hết chứ anh. Rồi anh Hưng ơi, anh bình luận lại câu hỏi của anh giúp em với nhá. Trong lúc chờ đợi thì nhắc lại một lần nữa, 5 giây cho có phần quà tặng. Anh Hưng bình luận là cách tạo niềm tin đối với khách hàng khi người ta chưa biết gì về sản phẩm của bạn. Cái này nó sẽ nằm ở trong cái phần là thu hút khách hàng á. Cách tạo tin đối với khách hàng khi người ta chưa biết gì về. Cái này nằm trong cái phần là mình sẽ tạo những cái nội dung, những cái bài viết như thế nào. Cái này thì em nghĩ là như thế này, tức là họ phải tin anh trước khi tin sản phẩm của anh. Còn nó như thế nào thì chắc tí nữa anh em mình sẽ bàn luận, bởi vì cái chủ đề của một ong một lít bao nhiêu tiền à? Inbox nha. Em bán trong live stream là 350, bình thường em bán. Vậy hôm nay bây giờ em bán bao nhiêu? Bây giờ em bán bao nhiêu nào? 350 anh ạ. Mật ong đừng xịn nhá. Em không có kêu gọi hành động gì à? Bây giờ mày giảm giá như thế nào nếu mà mua ngay trong cái chương trình hôm nay á? Mọi người phải chia sẻ cái live stream của anh Hồng Ngọc Cương này lên 5 nhóm nhá. Không, bây giờ em nếu mà chia sẻ 5 nhóm chẳng hạn thì Lò Hà sẽ ưu đãi bao nhiêu nếu mà mua trong cái chương trình live stream này đúng không? Chia sẻ này của live stream của anh Hồng Ngọc Cương lên 5 nhóm thì em bán giá là 300.000 nhá. Rồi, chụp hình lại đúng không? Phải chụp hình lại đúng không? Có ảnh của Lò Hà trong đây đúng không? Rồi, bây giờ giá cuối là 300.000 cho mật ong rừng xịn nhá, không hòa nước đường nhá. Không có chuyện đấy đâu, mình phải bán hàng chuẩn chứ.
Rồi, ok. Không rồi, rồi, ok. Rồi. Anh cảm ơn Hà rất là nhiều nhá. Cảm ơn em đã đến với cái buổi live stream hôm nay. Hôm nay thì nó còn phần hồn dài nữa mà anh sợ em mệt. Nên là thôi để hôm sau chúng ta khi em học xong cái khóa chốt đơn về rồi đúng không? Em chia sẻ tiếp nhá. Vâng. Rồi, ok. Em cũng xin chúc tất cả các anh chị đang xem livestream của thầy Hồ Cương thì là sẽ tìm được cái sản phẩm kinh doanh của mình và chúc anh chị mua may mắn tốt. Vâng. Rồi, ok. Vâng. Xin chào em nhá. Chào mọi người nhá. Mọi người nhớ là phải chia sẻ livestream chụp ảnh có lò hà thì mới được mua mật ong ấy. Còn ở đây lò hà có những cái củ đinh lăng rất là to ấy. Nên mọi người hãy liên hệ lò hà. Ok. Em rất là nhiều mặt hàng. Mọi người có thể vào Facebook em tham khảo hoặc inbox cho em nhé. Rồi, gần Tết rồi đúng không? Thịt tâu các bếp nữa, đủ các loại đúng không? Vâng. Rồi, nên ai muốn kinh doanh Tết thì bây giờ mọi người chưa, bây giờ đến bây giờ vẫn chưa có sản phẩm á. Mà muốn thử sức á, thì cái thời điểm Tết là cái thời điểm dễ dàng nhất. Nên là nhà ở nhà mà mẹ anh bán hàng Tết á, mà Tết đến là rẻ, bà cũng bán nhưng mà gần gần hết là bà bán, bà bảo giờ cái này là Tết là dễ, còn ra năm chẳng mà bán không có ma nào mua nữa, nên là bao nhiêu cũng xả hết. Rồi ok, bye Hà nhá. Anh cảm ơn nhá. Chào tất cả mọi người nhá. Rồi, chào em. Vâng ạ, chào anh. Rồi. Rồi ok mọi người, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cái hai cái anh đẹp trai ngồi ở đây. Không, không dám đẹp trai đâu. Ok. Bây giờ thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người đầy đủ các bước mà bán hàng online trên Facebook cá nhân cũng như là giải đáp được một phần nào câu hỏi. Ở đây mình đứng góc độ là chúng ta bán những sản phẩm nó là bán thêm ở trang cá nhân nhé chúng ta. Còn những cái sản phẩm mà giống như là mọi người làm ăn lớn mà bán thì là cái cách làm việc nó sẽ khác. Ở đây nó mình không bàn đến cái loại đó được. Ok, mọi người có muốn nghe mình và Thương chia sẻ đầy đủ về bán hàng trên Facebook cá nhân không? Thì chúng ta hãy comment là ok nhá. Và mọi người nhớ là chúng ta có một phần quà cho livestream nhá. Đấy. Mọi người nhớ là chúng ta có phần quà nhá. Ai mà có ai chia sẻ vô 10 nhóm những cái phần quà livestream đó thì sẽ được trải nghiệm dịch vụ chăm spa bên mình. À rồi, miễn phí. Rồi chăm fanpage đúng không? Chăm fanpage một tuần miễn phí và chạy ADS miễn phí. Rồi, một tuần à hay một tháng? Một tuần. Một tuần đúng không? Ok. Một tuần để thấy được là để cho mọi người chủ yếu là để sao mà mọi người thấy được cái cách mình tạo cái nội dung ở trên phần em chờ anh Hình. Ok, đào tạo mình một khóa đi. Chịu Tiến Trần thì ông chủ rồi, mình không không ai được. Anh như Tiến Trần đây là bạn Tiến Trần của mình đúng không, bởi vì mình nhìn qua avatar nó nhỏ quá. Ở đây hôm bữa có thằng em bảo thì thằng em có bảo là nếu mà thằng em có nói là ai mà kiếm tiền trên 1 tỷ thì không ai làm thầy bạn được. Cái đó thì mình cũng không đồng ý cho lắm, bởi vì là cái gì cũng vậy thôi, chúng ta cũng phải học. Người này giỏi khía cạnh này, những người kia giỏi khía cạnh kia, đúng không? Bây giờ mà bảo mình chẳng hạn, mình đi ra bán ở ngoài điểm bán, mình bán không có được. Nhưng mà bảo mình làm online thì mình sẽ làm tốt đấy, được chưa? Ok, bây giờ chúng ta sẽ... Rồi, vậy thì chào sếp Tiến Việt nha. Anh ở Quỳnh Lưu. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái chương trình nhá. Cái đầu tiên về cái suy nghĩ bán hàng này thì Hà đã nói này, chọn sản phẩm này, được chưa? Thì chọn sản phẩm này á, thì mình thật sự chọn sản phẩm rất là khó khăn. Nên là mình chỉ nói sơ qua về cái phần chọn sản phẩm này thôi. Còn về cái chọn sản phẩm bán hàng live stream thì đến thứ 5 tuần sau chúng ta hãy chờ có một cũng là một anh học viên cũ của mình chia sẻ mọi người cách chọn sản phẩm. Và nếu mà mọi người sẽ có một cái làm nó dễ hơn thì chúng ta sẽ xem này, cái tức là chọn sản phẩm á, thì chúng ta sẽ phân ra một số dòng sản phẩm. Em chào chị Thư. Hớt váng này, vét máng này, thông dụng này và lâu dài. Thì cái cách mà bán ở bán nhiều nhất thì chúng ta có thể là hớt váng, tức là độc trend theo mùa giá rẻ. Như theo mùa là ví dụ như Tết chẳng hạn, chúng ta chọn sản phẩm của lò hà để chúng ta bán ở trên Facebook cá nhân, tranh thủ bán Tết thôi, lì xì à, hoặc là mùa nào thức lấy rồi đúng không, ví dụ như là gần Tết rồi thì bán bao lì xì, rồi là bán mấy cái đặc sản địa phương, rồi
Tương tự như vậy đấy, hay là những sản phẩm giá rẻ chúng ta đi lên vùng cao nó có được chúng ta mang để chúng ta bán. Còn những cái sản phẩm như là lâu dài thông dụng vét máng, tức là những cái sản phẩm mà người ta bán rồi mình tranh thủ kiếm ăn ấy, thì tranh thủ ở đây nếu như mà mọi người có quá khó khăn về cái chuyện mà chọn mặt hàng á, thôi mình không phải nghỉ. Mình thấy thằng đấy bán mạnh đúng không, nó kiếm được 100 triệu, mình nhảy vào thì mình cũng kiếm được 3 triệu đó, đúng không? Thì chúng ta gọi là vét máng, mình gọi đó là vét máng. Nên là có những sản phẩm người ta bán tầm khoảng, mọi người có tin là nó bán tầm khoảng nửa năm rồi, mà mình tức là ở trên Sen Đỏ và Lazada nó đang bán là 89 ngàn, mình vẫn chạy quảng cáo Facebook bán là 189 ngàn. Và tất nhiên là cái bọn mà nó biết rẻ nó chửi, sao mày bán đắt vậy, thằng nào chửi tao quá, như vậy mà vẫn bán được, đó gọi là sản phẩm vét máng. Rồi còn ở đây chúng ta phải phân biệt là chúng ta sẽ bán những sản phẩm lâu dài hay không. Ví dụ những sản phẩm khó bán, lợi nhuận cao chẳng hạn, cần xây thương hiệu, thì đó là những sản phẩm lâu dài. Ok luôn Tiến, lúc nào về quê mình nhậu. Sản phẩm lâu dài thì chúng ta phải xác định là, nói rõ ra mọi người nhìn cái tên sản phẩm lâu dài là chúng ta phải biết làm lâu dài rồi. Ví dụ như bạn bán thực phẩm chức năng, được chưa? Bạn bán đặc sản như Lò Hà thì nó phải cần một thời gian để xây dựng. Không như là bán quần, bán áo, bán mỹ phẩm thì nó có thương hiệu rồi, khỏe, đúng không? Em có chia sẻ gì về cái chuyện bán trang sức mà vợ em đang bán không? Bán trang sức hả? Bán trang sức, cái đó thì thật ra mình bán những thứ mình có hai cái để bán sản phẩm. Thứ nhất là thương hiệu có sẵn, thứ hai là xây dựng thương hiệu của mình, đúng không? Bán lâu dài ấy, thì cái vụ mà bán lâu dài mà về mà thương hiệu có sẵn á, mình bán những cái hãng mỹ phẩm á, đồ đó mình bán á, là nó cũng theo thời kỳ lắm, và mình theo cái việc là cái hãng đó họ thường hay đưa ra marketing cho một cái sản phẩm mà họ muốn đẩy, và mình bán theo đó thôi. Thực chất mình cũng ít quảng cáo lắm, thời xưa mỹ phẩm cái bông tai á, cái bông tai cái dạng trang sức á, thì cái đó mình tạo thương hiệu của riêng mình. Thực ra ban đầu chạy rất là lỗ, dần dần thì với lợi, tại vì ở Sài Gòn này không có bao nhiêu người bán cái loại hàng như mình nên mới dễ bán. Ví dụ mà ở cái nơi mà có một cái vùng nhỏ xíu mà mười mấy hai chục người bán một cái mặt hàng đó thì thực sự nó rất là khó, nên đẩy qua cái khác đi. Rồi vậy ok nhá, cái phần chọn sản phẩm này thì chúng ta sẽ dành một buổi nhá, và sẽ có một khách mời chuyên về chọn sản phẩm, đó là anh Trần Duy Ninh. Anh Ninh đang xem, anh comment cho mọi người thấy xem nào. Thì là thứ năm tuần sau, được chưa? Rồi thì bây giờ mình sẽ nói về cái bước là sau khi mà mọi người có sản phẩm rồi nhá, bỏ qua bước chọn sản phẩm nhá, chúng ta sẽ nói về sau khi mà chúng ta có sản phẩm. Thì ở đây thì có một số câu hỏi là ví dụ như là bán không ai mua rồi làm sao để người ta tin, thì đó là cái bước gọi là bước xây dựng lòng tin, đúng không? Ok, thì cái bước xây dựng lòng tin này mọi người có còn ở đó không nhỉ? Bởi vì là em nhiều khi em nhìn màn hình nó không có biết á. Nếu mà còn thì mọi người ok nhá, chúng ta sẽ đến bước thứ hai, đó là xây dựng lòng tin. Chúng ta hãy gõ là lòng tin nhá, để mình biết là mọi người còn ở đó. Ở đây thì tên cái bài ghim á, thì tên cái bình luận ghim thì chúng ta có một cái đường link để mọi người kích vào đó để nhận tài liệu sau chương trình nhá. Thì mình sẽ gửi cái slide này đầy đủ luôn này. Và thứ hai nữa là mình sẽ đưa cho các bạn những cái công cụ để hỗ trợ bán hàng trên Facebook cá nhân. Rồi, mà nghe được không? Rồi, còn đúng không? Thì đây là những cái bước để chúng ta xây dựng lòng tin này. Rồi em chia sẻ phần đầu tiên không? Phần đầu tiên là tối ưu nick cá nhân. Em chia sẻ sơ cái phần tối ưu nick cá nhân nha. Thì thường á, mình bán hàng Facebook cá nhân á, đầu tiên á, ai cũng phải biết cái việc là tối ưu Facebook cá nhân. Tại sao? Theo em chia ra là vài bước đầu tiên nhất á, là hình ảnh. Cái hình ảnh nó phải đẹp, nó phải đồng nhất. Cái ảnh cover mà sao á, thì nó phải đẹp và nó phải thể hiện được những cái mặt hàng mình đang kinh doanh. Nhưng mà đừng có làm mà như là nó lộn xộn quá. Mình chỉ đưa những thứ chính thôi, những cái mạnh nhất, những cái dễ dàng nhất mình đưa lên để mọi người nhìn. Sau ai muốn mua cái gì nữa, ai muốn tìm hiểu thêm những sản phẩm khác họ sẽ hỏi mình. Cái thứ hai, cái hình avatar của mình á, thường á thì nên để nửa người thôi,
đừng nên để nguyên người vì nó rất là nhỏ mà nhìn nó khó lắm. Để được nửa người thì nó hiện cái mặt mình ra, và nên mặc cái đẹp một chút, càng đẹp càng tốt, tại vì ra đường cũng vậy, không ai mà thích thấy nhỏ xấu mà chạy bắt chuyện á. Thấy nhỏ đẹp nếu mà nó giàu sao biết nó giàu, không nhìn nó đầy vàng đi xe xin anh mình bắt chuyện sao biết nó giàu, nếu như nó giàu à, rồi không giàu thì không bắt chuyện đúng không? Rồi tiếp em, cái thứ hai là cái phần tiểu sử của mình á. Chào Hoàng Nghiêm nha. Cái phần tiểu sử của mình mọi người nên tối ưu về cái mình nên nói quá là một chút. Có nghĩa là mình nên nói là những thứ như là từng học tại đâu, spot ở đâu, tốt nghiệp chỗ nào, chẳng hạn như vậy. Học chẳng... viên Harvard, học viên hàng không rồi. Đâu ai rảnh vô chạy vô kiểm tra, không đâu ai chạy vô mà mấy cái trường học mà liên hệ để tìm ra được cái bằng của mình. Nhưng mà cũng giống như khi mà bạn xem những cái đó, giống như anh Cương này, cái Facebook anh Cương mà không để gì hết á, vô chắc đứa này đầu giả. Anh có để gì đâu, anh không, anh thấy cover để hình đi xe đua xe anh xuống đúng không? Cái chỗ tiểu sử không, bây giờ có cái xây dựng thân đâu đây. Đâu tiểu sử anh đúng không? Ừ, anh đây là học xây dựng nha, thấy chưa, không có học được. Nói chung là mình là trường hợp đặc biệt thôi, mình biết mình không muốn sửa thôi, nhưng mà nhìn vậy thôi, nhưng mà nó phải có ấn tượng bên ngoài, nó tốt đẹp đúng không mọi người? Với lại cái phần cái câu gì, cái câu slogan mà mọi người hay của mọi người hay để trên trang cá nhân á, nên để cái gì mà bạn cho ta học vui, ta thắc mắc, ta thích thú, ta nhắn thân với mọi người. Ví dụ em đang để câu gì? Ví dụ hả? Em đang để mấy câu về dịch vụ thôi, tăng like này kia thôi. Nhưng mà ai có nhu cái trường hợp làm dịch vụ nó khác, còn sản phẩm thì lại khác. Dạng như bạn muốn hết nám thì liên hệ với tôi, chẳng hạn vậy. Tôi là người chỉ chuyên gia về nám đúng không? Đúng rồi. Ok rồi, cái này thì mình sẽ chia sẻ thêm một chút nhá. Để mà xây dựng lòng tin á, thì chúng ta bán cái gì á thì chúng ta phải trở thành chuyên gia về cái sản phẩm đó trong mắt khách hàng. Mọi người có đồng ý với mình không? Đó là chúng ta muốn bán sản phẩm gì, chúng ta phải trở thành chuyên gia về cái sản phẩm đó trong mắt khách hàng. Ví dụ bây giờ cô Lò Hà cô bán là về cái sản phẩm là đặc sản, nhưng mà cô không biết phân biệt là như thế nào là đinh lăng dởm, như thế nào là đinh lăng xịn. Cô không biết về cái chuyện là đặc sản vùng miền thì rất là tệ rồi. Nhưng bây giờ mình đang là đào tạo về quảng cáo Facebook, mà trong khi đó mọi người thấy nick cá nhân của mình suốt ngày là đăng ảnh ăn chơi này nọ rồi, đúng không? Mọi người không nghĩ mình là một người biết hiểu về Facebook thì mọi người không thể tin tưởng vào cái khóa học của mình được. Không, nếu anh bót hẹn, nếu anh bót hình anh đi xe hơi này kia thì ta tin tưởng. Đấy thì đó, dạ. Đó là cùng nhóm cách của đa cấp đúng không? Nhưng mà dữ dằn với đi xe hơi. Nên là nếu mà mình không thích như vậy, nên là ở đây nhá, mọi người, để chúng ta trở thành một cái chuyên gia về sản phẩm trong mắt khách hàng á, chúng ta sẽ có ba bước. Bước thứ nhất này là chúng ta sẽ xác định khách hàng mục tiêu là ai. Ví dụ như chúng ta muốn bán cho mẹ bỉm sữa, hay chúng ta muốn bán cho sinh viên, chúng ta muốn bán cho các cụ. Đấy, là chúng ta phải làm rõ, là chúng ta xác định mục tiêu là khách hàng của mình, cái sản phẩm lúc chọn là tên kìa. Ví dụ mình bán mì phẩm chẳng hạn, thì mình bán mì phẩm cao cấp hay mà mình bán mì phẩm bình dân, thì mình phải xác định rõ ràng, đó là xác định khách hàng của mình. Được chưa? Tiếp theo là mọi người sẽ làm một bước, đó là xác định vấn đề mà khách hàng muốn. Ví dụ bây giờ mình bán thuốc giảm cân đi, được chưa? Thì mình phải trở thành một chuyên gia về giảm cân. Nên là chúng ta sẽ có bước thứ ba này, đó là mọi người phải xác định được cái thế mạnh của mọi người. Mọi người lưu ý nhé, chúng ta phải xác định được cái thế mạnh của mọi người này. Ví dụ giảm cân chẳng hạn thì nó có ăn uống, có thể dục, có sống khoa học chẳng hạn. Mà trong khi đó mình không biết tí gì về dinh dưỡng mà mình trở thành một chuyên gia dinh dưỡng chẳng hạn thì không có được rồi. Thì như vậy chúng ta sẽ làm trật lất rồi. Nên là chúng ta bán thời gian quần áo thì chúng ta phải thành có gu, chúng ta phải cập nhật liên tục. Còn nếu như mà mọi người không biết gì, bán sản phẩm lên bán thì nó đi mua của thằng khác cho nó nhanh. Cái này mọi người đồng ý với tôi không? Hoàng Nghiêm. Và chúng ta phải trở thành chuyên gia về cái sản phẩm đó. Mà ở Việt Nam thì rất là dễ thành chuyên gia. Nên là bây giờ chúng ta ok đoạn này chưa? Nếu mà chúng ta ok thì chúng ta sẽ nói bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho mọi người làm sao để trở thành chuyên gia về sản phẩm. Ok được không?
chúng ta vui lòng là comment nếu chúng ta muốn tiếp tục theo là cái phần gia tăng lòng tin như thế nào, xây dựng hình ảnh chuyên gia như thế nào. Giống như là Thương nói là đầu tiên là cái cover của mọi người phải đàng hoàng, avatar phải đàng hoàng, đúng không? Thực chất thì ví dụ những avatar của mình, cái cover của mình là không đúng đâu, nhưng mà do là mình không thích ấy, thì mình không có đổi á. Chứ còn mọi người thấy những cái ông làm đào tạo, ông thông thường là ở trên nó sẽ là đứng trước rất là đông học viên, đúng không em? Rồi là đứng trước siêu xe. Nhưng mà ở trong siêu xe mình thì mình không có thích. Nhưng mà mình khuyên là mọi người nên làm như vậy, nhưng mà mình vẫn ưu tiên là cái thật. Mình thích như vậy mà, mình ưu tiên là thật nhá. Được chưa? Rồi, sau khi chúng ta làm đủ 3 bước này thì bắt đầu chúng ta sẽ đến phần đó là gia tăng lòng tin này. Gia tăng lòng tin á, cái đầu tiên mà mình đưa lên cho mọi người á đó là seeding. Thì cái này là nhiều người rất là làm, bởi vì là nếu mà chúng ta mọi người mà thấy chúng ta không bán được hàng thì không ai dám mua hàng của mọi người cả. Seeding là sao? Ví dụ mọi người không bán được hàng, đúng không? Mọi người, anh Cương ơi, anh qua comment hộ em là anh đã mua hàng của em rồi và rất là tốt, rất hào hứng đi. Comment liên tục như vậy. Đúng không? Cũng giống như đơn giản, mọi người vào một cái quán mà không thấy một cái xe nào mà bên kia nó nhiều xe hơn, mọi người có sợ không? Thì cái xe kia toàn xe của nhân viên đấy, toàn nhân viên ngồi đấy, nhưng mà vẫn đông hơn. Đó gọi là seeding, tức là chúng ta định hướng. Hoặc là ở đây nhá, seeding ở đây có nhiều đơn vị làm nhưng mà mình không có thích làm cái trò này. Đó là chúng ta mua lượt theo dõi, chúng ta tăng lượt theo dõi thật cao lên. Và mọi người, mình biết là cũng nhiều người làm đào tạo mua lượt theo dõi, mọi người chỉ cần kích vào cái lượt theo dõi, mọi người sẽ thấy là toàn trẻ trâu với bọn nước ngoài, thì mình biết là cái lượt theo dõi đó là đi mua. Còn nếu mọi người kích vào lượt theo dõi của mình là lượt theo dõi ship, mình cam đoan, thích thì kiểm tra. Còn mình thấy nhiều người lên hàng chục ngàn lượt theo dõi nhưng mà toàn đồ giả thôi. Nhưng mà không phải là ai họ đi kiểm tra như vậy. Khách hàng thì nhìn thấy, ồ, ông này tận 20.000 lượt theo dõi đúng không? Kinh vãi, chắc là uy tín rồi, đúng không? Sau đó thấy là các đệ tử comment là hàng tốt quá, sản phẩm tốt quá, rồi hình ảnh ở bưu điện lên hàng trăm sản phẩm. Ui, thằng này bán được đấy, chắc chắn là mình không phải trượt bạch, mình không bị lừa rồi. Đấy, rồi nó còn tuyển đại lý, nó còn tuyển nhân viên làm ầm nữa. Với lại tâm lý của người dân Việt Nam là cho thằng nào vô mua trước mình mới mua, bất công hố. Em thì em cũng không có thích livestream lắm đâu chị ạ. Nhưng mà vì mọi người nên em hy sinh, nên là chị đừng có ghét em nha chị Trang nhá. Chúng ta, mọi người hiểu cái phần seeding chưa? Seeding đó là định hướng cái suy nghĩ của khách hàng theo cái ý muốn của mình. Chúng ta muốn là họ nghĩ của mình là một chuyên gia dinh dưỡng, đúng không? Thì mình hãy nhờ ai đó nói, ừ, đúng là Cương nó tư vấn cho mình 3 bữa mà hôm nay là giảm được 3 cân rồi. Trong khi anh không giảm. Trong khi Cương nó còn đang béo. Mọi người hiểu cái seeding không? Đó, ví dụ mình nhờ Thương. Thương bảo đấy, nhờ anh Cương chia sẻ mà bây giờ em đã giảm được 3 kg rồi, đúng không? Thì mọi người có tin không? Mọi người có dễ tin hơn là mình bán thuốc giảm cân tốt không? Đó là ai mua thuốc giảm cân thì liên hệ mình nha. Mọi người nhìn mình là biết là mình bán thuốc giảm cân tốt như thế nào rồi đấy. Ok, mọi người ok phần seeding được không? Ok. Rồi, trong cái phần mà chứng nhận á, thì thực chất thì nó cũng là phần seeding thôi. Chứng nhận là gì? Mấy cái giải ấy, nhưng mà nói nhỏ thôi là mua ấy. Giải hàng Việt Nam chất lượng cao này, là đại lý chính hãng này, giải tùm lum xì bèn, nó gọi là chứng nhận ấy. Thì nếu như mà mọi người có chứng nhận thật thì mọi người hãy đưa ra. Đấy. Rồi, mình nói nhanh lừa đảo em. Anh có làm gì đâu mà lừa đảo. Làm sao mà ai dám nói anh lừa đảo? Thằng này là bạn anh thì nó bảo giảm được 3 kg mà. Lừa đảo cái gì? Nó giảm được mà. Nó bảo giảm đi. Giờ em bảo là nó nói không đúng à? Đúng rồi. Không ai vô kiểm tra thực. Với lại một cái nick có thể xếp in nhiều bài, thậm chí người ta cũng chả kiểm tra vào những cái nick. Thực chất là thật là tốt, nhưng mà thật sự bây giờ mình thấy thật thà thì cũng hơi thua thiệt. Mình thấy giờ các bên nó làm mạnh quá nên là thôi. Thế mình sẽ hướng dẫn cho các bạn kể cả chiêu thật, kể cả chiêu ảo, được chưa? Còn ông nào muốn dùng kiểu gì thì dùng. Còn mình thì mình tất nhiên là mình tôn trọng, mình thích cái đồ thật hơn. Nên là ảo nó cũng có cái con dao hai lưỡi. Ví dụ mình vào mình phát hiện ra là ảo một phát thì mình sẽ không bao giờ mua hàng, mình sẽ không bao giờ nghe nữa. Rồi,
Chúng ta sẽ có là hình ảnh bán hàng này, hình ảnh đơn hàng này, hình ảnh đại lý này, hình ảnh phản hồi khách hàng này. Đây là những cái biện pháp mà gia tăng lòng tin cơ bản nhất. Chứ bây giờ chúng ta cứ đăng bài suốt ngày, đăng bài bán hàng, đăng bài sản phẩm thì ai mà tin được. Được chưa? Nên là chúng ta sẽ làm lại đoạn này nhá. Thứ nhất này là chúng ta phải tối ưu cái nick cá nhân của chúng ta lại. Avatar đàng hoàng, cover đàng hoàng, đúng không? Thông tin lý lịch đầy đủ, trong sạch vững mạnh, trở thành chuyên gia trong mắt khách hàng về sản phẩm đó. Được chưa? Chuyên gia thì chúng ta sẽ có này, xác định khách hàng là ai, họ bị gì và cái thế mạnh của chúng ta để chúng ta trở thành chuyên gia này. Và đây là gia tăng lòng tin này. Đấy. Rồi. Đúng rồi. Đúng cái kiểu đấy đó, đúng là kiểu mà đại lý nhà nhập kho hàng cháy hàng, đại lý ơi đừng có nhập hàng của mình nữa. Rồi. Ok. Nhưng mà xây dựng lòng tin này chỉ là cái bề, cái gọi là cái phát đầu tiên thôi, tức là phát khởi động, mọi người hiểu không? Chứ còn là không thể mà mọi người tin ngay được. Ví dụ đơn giản đi, mọi người không thể xem một cái buổi livestream mà mọi người nghe mình được, đúng không? Nên là chúng ta sẽ phải có cái kế hoạch nội dung dài hạn để làm gì? Gia tăng lòng tin cũng như là kiếm thêm khách hàng. Chúng ta ok không? Chúng ta có muốn nghe về lên kế hoạch nội dung không? Chúng ta hãy comment là nội dung nhá, thì mình sẽ nói về cái kế hoạch nội dung. Cái này thì chúng ta phải làm dần dần, chúng ta xây dựng lòng tin, lên kế hoạch nội dung. Chứ ví dụ bây giờ mình bán quần áo mà mình mặc đồ xấu hoắc hay chẳng hạn thì ai tin? Nên là không cần mới, không cần. Nên là nhiều khi có ông anh ấy, ông ấy làm tiệm làm tóc ấy, ông ấy đổi tóc sành xoạch. Mình hỏi anh ấy, sao anh đổi tóc vậy, anh có mệt không? Ông bảo tao cũng mệt lắm, nhưng mà bây giờ tao làm tóc mà tao không đổi kiểu liên tục thì ai đến chỗ tao làm, đúng không? Thế mà chủ spa mà thấy bán thuốc tắm trắng mà đen thùi lùi thì ai tin? Bán thuốc giảm béo mà béo thì ai tin, đúng không? Ok. Rồi, còn ai muốn nghe nữa nào? Chúng ta phải cần tầm khoảng bây giờ đây chúng ta đang có hơn mấy chục người xem. Tầm khoảng hơn 10 người quan tâm thì chúng ta chia sẻ, còn không thì chúng ta sẽ dừng lại, bởi vì bây giờ nó đã muộn rồi. Bây giờ là đến giờ chúng ta đang bị phá làng phá xóm rồi đấy. 10 giờ mấy rồi? 10 giờ mấy đấy. Mỗi buổi livestream thì chúng ta cố gắng là làm 1 tiếng thôi. Lỡ mà có chị. Rồi bây giờ có 1, 2, 3, 4, mới 4 người muốn nghe thôi. Còn ai muốn nghe nữa không? 5 giờ rồi. 5 rồi à? Và nếu mà không nữa thì chúng ta sẽ chuyển sang phần quay số trúng thưởng nhá. Anh mà thôi tăng cân. Nếu mà không có ai quan tâm nữa thì chúng ta sẽ chuyển sang phần là quay số trúng thưởng. Còn... mọi người nhớ là chúng ta trúng thưởng là giải thưởng là 1 triệu rưỡi. Có hai cách trúng thưởng. Cách thứ nhất là chúng ta hãy comment con số may mắn của mình và chia sẻ livestream về trường để quay quà. Cách thứ hai là thôi không cần nữa, chúng ta làm sao chia sẻ được nhiều đi nhất. Ai mà chia sẻ được nhiều nhất thì tặng cho người đó. Đủ 10 rồi kìa. À rồi ok. Đúng rồi, seeding là nghệ thuật. Rồi đủ 10 đúng không? Chúng ta đến phần thứ hai là nên lên kế hoạch nội dung này. Rồi. Bởi vì chúng ta muốn người ta tin mình thì không thể là ngày 1, ngày 2 được. Sản phẩm mà càng khó bán á, thì chúng ta càng phải mất thời gian để gia tăng niềm tin. Chị trúng đó, ngày xưa em cũng nghĩ như chị là chả bao giờ em may mắn, nhưng mà trúng đó chị ạ. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến cái phần đó là lên kế hoạch nội dung, đúng không? Thì chúng ta sẽ cần phải làm hai cái bước. Đó là xác định nội dung, tức là xác định cái giá trị mà chúng ta muốn cho đi á. Như bây giờ chúng ta muốn thành một chuyên gia giảm cân, đúng không? Được chưa? Thì chúng ta phải, ví dụ bây giờ mọi người nhìn ở đây nhá, ở đây cũng là một chị học viên. Được chưa? Rồi. Sao để thoát cái này được em nhỉ? Rồi. App mà thôi bắt phần ở trên nào. Bây giờ nhá, chúng ta sẽ xem một cái chị học viên xây dựng hình ảnh cá nhân nhá.
Đây, đó là chị Lan. Mọi người chờ một chút nha. Rồi, bà Jenny. Jenny vui lòng đọc là chúng ta chỉ được comment 3 số. Tức là được comment 3 số. Số đôi không gì? Đây, ví dụ bây giờ đây là một chị cũng là học viên. Mọi người nhìn thấy không? Chị ấy... đây. Đây là hình ảnh của chị đấy. Nhưng mà đây là nick phụ rồi. Để mình tìm nick chính. Đâu, chị Lan đâu rồi? Chắc phải bấm số điện thoại. À, nhưng mà không giấu. Mà không nhớ được rồi. Không nhớ tên mất rồi. Rồi, wow. Ok thôi thì mình tìm một cái người học viên nhất chẳng hạn. Đó hẹn đi. Đây mọi người nhìn chị Lani này. Thì chị Lani, chị định hình của chị á là chị bán cái sản phẩm là Tupperware. Nên là chị trở thành một cái chuyên gia về cái sức khỏe á. Được chưa, mọi người thấy không? Đấy, chuyên gia về nấu ăn. Chuyên gia về ẩm thực. Đấy. Đấy, nấu ăn như thế nào này? Sống như thế nào này? Đấy. Đây thì chị Lan, nhưng mình không tìm ra được cái nick của chị ấy. Để mình tìm thử cái bác sĩ tủ lạnh thì có không. Nên hay là cái nick của chị bị khóa rồi. Đây. Mọi người thấy đây là chị Lan thì cũng bán những sản phẩm tương tự, nhưng mà chị đã thành một cái thương hiệu của mình là bác sĩ tủ lạnh. Nếu như mọi người mua sản phẩm của Tupperware thì mọi người có thể là liên hệ chị Lan nhé. Thì đây này, mọi người thấy là hình ảnh của chị này là về sức khỏe này. Đấy, quà tặng mẹ 20 tháng 10 rồi là chị đúng như cái câu slogan của chị là bác sĩ tủ lạnh. Đấy, về bánh trái thì chị mới bán được cái sản phẩm được chứ. Đấy, dành cho ai chưa mua này. Đấy là cách để chế biến hô biến tủ lạnh bừa bộn này. Đấy. Thấy không? Máy lọc nước này. Đấy. Đó là những cái hình ảnh của chị. Đấy. Đan xen với sản phẩm, đan xen với dinh dưỡng. Được chưa? Đấy, nên là mọi người chúng ta sẽ quay về bài nhá. Chúng ta sẽ làm này là xác định gì, tức là chúng ta sẽ viết cho ai này, viết gì và viết cho ai, đúng không? Và viết như thế nào. Tức là chúng ta phải xác định là chúng ta bán gì nhá. Ví dụ chúng ta bán là về giảm cân thì chúng ta phải là thành chuyên gia, đúng không? Viết cho ai là khách hàng muốn giảm cân. Nhưng mà giảm cân thì cũng nhiều đối tượng. Giảm cân ví dụ như chúng ta đang trẻ, chúng ta viết về giảm cân cho trẻ. Mà chúng ta là lớn tuổi, chúng ta viết giảm cân cho lớn tuổi thì nó dễ viết hơn. Chứ bây giờ mình biết giảm cân cho người già, mình trẻ thì tất nhiên là không thể bằng một người già mà nhiều tuổi một chút mà bán cho người già, đúng không? Rồi, chúng ta sẽ có là viết như thế nào này. Đây là cái phân bổ nội dung. Ở đây thì lúc này mọi người có hỏi là tại sao mình viết mà không có ai xem, bởi vì mọi người suốt ngày bán hàng thì ai xem? Bạn bè của mọi người họ còn bỏ mọi người chứ đừng nói khách hàng. Đúng không? Bạn bè nó còn bỏ, còn ghét á, bởi vì sao? Mọi người suốt ngày mọi người đăng bài bán hàng á, cứ mở lên là thấy bán hàng. Mới lên là suốt ngày lên bài là mọi người bán hàng thì không ma nào xem cả. Nên là chúng ta có tỷ lệ nội dung đầy đủ nhá. Thu hậu là mình sẽ comment 3 số. Chúng ta sẽ có tỷ lệ nội dung này. Chúng ta có hai phần, thứ nhất là phần con người, thứ hai là phần bán hàng. Cái nick bán hàng cũng không thể là chúng ta chỉ nói về cái phần là bán hàng không được, mà chúng ta phải có yếu tố con người. Chào anh Tiến nha, chào vợ Thương Nguyễn Liệu nha. Vợ mày lên nè. Em yên tâm là Thương ở đây nha. Ở đây là mọi người lưu ý nhé, là
cái chuyện mà chúng ta bán hàng á thì cái nick á, thì chúng ta phải có phần yếu tố con người nữa chứ, suốt ngày mà đang ngoài bán hàng thì không nên. Chúng ta cũng có cuộc sống, nhưng mà chúng ta ví dụ chúng ta bán sản phẩm lành mạnh thì chúng ta phải sống lành mạnh đúng không? Chúng ta bán sản phẩm giảm cân thì chúng ta phải ăn uống khoa học đúng không? Mình như chẳng hạn như mình là làm về marketing thì mình phải đi tham gia sự kiện marketing và chụp ảnh về cho mọi người, được chưa? Và cái phần bán hàng thì chúng ta phải lưu ý này, chúng ta có thể chia ra làm ba loại bài này. Thứ nhất là bài bán hàng này, thứ hai là bài chia sẻ này, và thứ ba là cái bài để tương tác. Thì cái mà mọi người đang làm ở đây á, là hầu hết mọi người đang làm như thế này này. Bài bán hàng là đây, cách mọi người đang làm mà mọi người hay sai á. Đây, bài bán hàng của mọi người đang là 100%. Nên là càng xem người ta càng ghét thì chả ma nào mua là đúng rồi. Nên là chúng ta phải làm lại. Xin chào Tiến Phạm. Em chào chị Lan Nhi, à, chị Mộc Lâm. Chúng ta sẽ có bán hàng chỉ là 20% thôi. Bài chia sẻ là 70%. Và bài tăng tương tác á, là 10%. Ví dụ như mình chẳng hạn lâu lâu một tuần mình làm livestream chẳng hạn thì đó gọi là bài tương tác. Còn mình vẫn viết bài viết chia sẻ và mình vẫn có bài viết bán hàng, lâu lâu mình quảng cáo thì mình gọi bài viết bán hàng. Chúng ta ok cái tỷ lệ này chưa? Đó là 7-2-1 nhá. Chúng ta nếu mà chúng ta hiểu được thì mọi người gõ là 7-2-1 hay 7-1-2 gì đó cũng được nào. 2-7-0 đi. Chúng ta bán hàng chúng ta chỉ 20% thôi, bài viết thôi. Với lại cái phần mà bài viết bán hàng á thì mình nghĩ là mọi người nên bây giờ mình nên lồng vào cái việc như là mình chia sẻ một câu chuyện để bán hàng. Chứ không phải là đăng lên tôi bán này. Đúng là 20% bài viết bán hàng nhưng không phải là tôi bán cái này, tôi bán cái kia. Lái quá. Đúng rồi. Lái quá như mình kể hôm nay giờ ăn cái này bao nhiêu tiền đó. Chẳng hạn vậy, mình nhận cái kết quả nó quay về đúng không? Đúng rồi. Rồi. Thì người ta sẽ không cảm giác được cái việc đó là bài viết bán hàng, người ta chỉ nghĩ là cái gì? Đang chia sẻ câu chuyện sử dụng sản phẩm đó. Thì nó lại về đúng không? Ví dụ như mình cái lò hà chẳng hạn, thì lò hà sẽ chia sẻ bài viết là làm sao phân biệt là cái củ đinh lăng thật, củ đinh lăng giả chẳng hạn. Được chưa? Thì sau khi mà chia sẻ là đấy thì cuối cùng lò hà biết, nhưng mà thôi thay vì phân biệt thì các chị hãy tìm đến em đi, em luôn bán hàng uy tín, không bao giờ có hàng giả luôn, nên khỏi phải cần phân biệt, được không, chưa? Không có cái việc không thì liên lăng thật liên lăng giả có thể ghi là có thể chia sẻ theo kiểu là cầm lên là biết liên lăng thiệt rồi, giả nên vậy nè này kia, tức là mình dìm cái thằng đối thủ và tô cái thằng mình lên này, nhưng mà nhẹ nhẹ nhàng nhàng thôi mọi người nhé, mình tạo cái hứng thú vui vẻ cho mọi người, nó có một cách tăng tương tác rồi. Được chưa? Thì bây giờ làm sao để chúng ta có nhiều bài để viết được? Thì có hai cách. Thứ nhất là mọi người đi sản xuất. Như như em chẳng hạn thì em đang làm thế này là em đang sản xuất nội dung có ích cho mọi người, đúng không? Cái thứ hai là mình phải đi tổng hợp nhiều lắm. Mình đi lên báo chí này, thấy bài nào hay hay mình lấy về. Nhưng mình không được đưa nguyên cả cái bài ấy mình copy vào mình chia sẻ lên tường đó mọi người nha. Bởi vì nếu mà chúng ta chia sẻ kiểu vậy á thì khách hàng lập tức sẽ kích vào link đi ra website kia luôn. Nên là mọi người hãy lấy cái bài đó cắt gọn lại đi và sau đó đưa về tường. Đúng rồi. Đặc biệt là Pipu có cái chiêu là lấy ở trang nước ngoài nhá. Pipu ơi, Pipu chia sẻ cho anh xem thử là lấy nước ngoài như thế nào cho mọi người xem nào. Sau đó mở lên Google. Bởi vì Pipu ở đây Pipu cũng đang bán sản phẩm là hạt ốc chó. Đúng không Pipu nhỉ? Pipu đang bán sản phẩm là hạt ốc chó, một sản phẩm nó cũng là một hạn sức khỏe và khó bán. Thì chúng ta cũng phải xây dựng thương hiệu như vậy. Ok, cái nguồn này thì mọi người tìm rất là nhiều nha, và có rất là nhiều phần mềm để mọi người tìm, thì mình sẽ tổng hợp lại các cái phần mềm để mà giúp mọi người đi tìm cái nội dung hay. Chúng ta có thể tìm nó từ khóa. Ví dụ bây giờ mình bán sản phẩm giảm cân đi đúng không? Đấy, ví dụ mình bán sản phẩm giảm cân đi. Đấy, mình đánh là giảm cân an toàn chẳng hạn. Ví dụ vậy đi. Được chưa? Đây. Đây mình sẽ đây. Đây. Ví dụ mình lấy cái bài này chẳng hạn.
chế độ ăn kiêng 5 ngày giảm cân an toàn không mệt mỏi chẳng hạn. Đấy, đây là 7 bí quyết giảm cân hiệu quả 100% chị em. Đấy, mình mang về tường của mình đăng lên, mình viết, mình làm như là mình tự viết ra không bằng á. Được chưa? Nói chung là nếu như mọi người không tổng hợp, mỗi ngày chúng ta viết một ít thôi nhá. Ví dụ chúng ta viết về chủ đề calo này, chủ đề về quyết tâm này, mỗi ngày chúng ta viết một ít thôi, chứ không phải làm sao chúng ta viết được hết đâu. Đúng rồi, chị không được chia sẻ link nhé, bởi vì chia sẻ link là người ta sẽ đi ra link và người ta sẽ không quay về nữa. Nên là nó cái khi mà chúng ta chia sẻ link, cái tương tác của mình cực kỳ là kém, trừ khi link trang web của mình. Đấy. Và mọi người nhớ một điều nữa là người ta thống kê là 70% khách hàng ở trên Facebook đó mua hàng chỉ vì, tức là không phải mua hàng mà 70% người ta chia sẻ bài viết trên Facebook bởi vì câu tiêu đề, họ không đọc bài viết. 70% khách hàng luôn họ không có đọc bài viết. Rồi, cái chỗ này mọi người có câu hỏi gì không? Nếu mà không thì chúng ta sẽ qua cái phần cực kỳ là quan trọng nhá. Mọi người mệt chưa? Mọi người có muốn nghe tiếp không hay chúng ta sẽ nghỉ ở đây? Bây giờ là đã bao nhiêu rồi? 10 giờ rồi. 10 rưỡi rồi à? Mọi người đã muốn đi ngủ chưa? Hay là cái hai phần này để buổi sau chúng ta nói chuyện tiếp nhá. Đặt viêm tử cung, viêm nhiễm phụ khoa thì mình sẽ lấy cái sản phẩm là phụ khoa làm trung tâm, sau đó mình sẽ làm cất các bài viết. Đấy. Mình sẽ đặt câu hỏi 5 V kép này, làm như thế nào này, tại sao viêm nhiễm này, làm như thế nào để bớt viêm nhiễm này, làm thế nào để chữa viêm nhiễm này. Ôi cái này thì Google nhiều lắm. Quan trọng là cái tệp khách hàng của mọi người có đúng không đã. Chúng ta hãy đừng có biết, chúng ta biết xoáy về sản phẩm thì càng khó biết. Chúng ta hãy ví dụ sản phẩm chẳng hạn, thì chúng ta có một sản phẩm về ví dụ chúng ta cái viêm nhiễm phụ khoa thì thôi mình xin phép không nói ở đây, nó không tiện nhá. Bởi vì là nó hơi ấy, hơi mình cũng hơi ngại con trai mà các bạn hỏi mình. Ví dụ mình nói về chủ đề giảm cân đi đúng không? Thì bắt đầu giảm cân thì liên quan gì? Giảm cân liên quan đến ăn uống. Được chưa? Giảm cân liên quan đến gì? Đến tập luyện. Tập luyện đúng không? Luyện. Giảm cân liên quan đến gì? Đến quyết tâm chẳng hạn. Đúng không? Giảm cân liên quan đến gì? Công việc. Công việc đấy, mình biết. Trong ăn uống thì chúng ta lại biết về thực đơn này. Đấy, cách ăn này. Rồi là calo này. Được chưa? Để luyện tập thì chúng ta sẽ có là cách luyện tập này, giảm cân, tăng cân này. Ôi, viết cả ngày không hết bài. Đôi khi viết bài không cần phải viết quá nhiều, quá sâu sắc, quá dài mọi người. Đơn giản vài câu thôi cũng được. Rồi, cái này nói rất là hay, câu hỏi rất là hay này. Theo anh thì nick cá nhân mỗi ngày nên đăng bao nhiêu bài là hợp lý? Câu hỏi rất là hay. Ở đây thì mọi người lưu ý nhé. Thì chúng ta như thế này này. Thông thường thì chúng ta sẽ đăng từ 1 đến 3 bài mỗi ngày. Nhưng mà chúng ta phải lưu ý như thế này này. Chúng ta ví dụ như đơn giản như ăn á. Nếu mà các bạn cho, ví dụ bây giờ mình đặt câu hỏi cho nó dễ, cho mọi người dễ hình dung nhé. Ví dụ như là vợ mình chẳng hạn nấu ăn ngon cho mình, thì một ngày nó nấu ăn 4 bữa mình cùng ăn. Nếu mà nó nấu tệ á thì thôi rồi, thôi tao đi ăn quán cho nó nhanh. Đó là thứ nhất là cái nội dung của cái bài mình cho khách hàng như thế nào. Được chưa? Thì nếu mà ít nhất thì chúng ta làm một ngày một bài, mà nhiều nhất thì mình cũng khoảng làm 3 bài, mình không làm nhiều hơn. Và ở đây nó thứ nhất là cái món ăn, thứ hai là họ có thích cái món ăn ấy không. Ví dụ như chẳng hạn thằng Thương nó rất là thích ăn phở chẳng hạn, thì vợ nó nấu phở thì là ngon, nhưng mà mình không thích ăn phở, mình thích ăn chay thì là không ngon. Nên là ngon hay không này phải là nấu cái gì và nấu cho ai. Thì khách hàng á, đó là cái người ăn. Và cái bài viết á, thì chính là cái món ăn mà mọi người nấu cho họ. Được chưa? Nên là nấu nhiều hay nấu ít thì chúng ta cũng phải nấu ngon hay nấu dở. Nếu chúng ta nấu ngon thì chúng ta chia nhiều bữa để họ vẫn ăn thôi. Ok được không? Bạn Nguyễn Công thỏa mãn cái câu này không? Nấu nha. Cái Facebook cá nhân muốn tương tác thực ra thì dạo này là do Facebook đang lỗi nha em. Thực sự đúng rồi. Nữa. Cái này anh cũng bị luôn á. Tức là cái phân phối của nó đang bị điên đấy.
nó mọi người thấy là cái thời gian ấy nhiều khi là nó đang vài giờ, tuy nhiên cái cũ thì nằm trước, cái mới thì nằm sau, nó hồi hồi lại nhảy lung tung. Nên là khi mà Facebook cá nhân giảm á thì bắt buộc là, tức ví dụ như là như thế này em dễ hiểu nhá, chồng em mà không về nhà á thường xuyên á thì bắt buộc em mỗi lần về em phải cố gắng em nấu thật là ngon hơn, tức là mình sẽ phải tập trung làm nội dung tốt hơn nữa. Còn bây giờ mà em chờ Facebook thì còn lâu nó mới phục hồi lắm, nó không có phục hồi được, khó lắm. Ok, ở đây thì Thanh Ngọc hỏi là nhiều sản phẩm thì đăng như thế nào. Nhiều sản phẩm nếu chúng ta bán hàng rác thì nó khác, tức là sản phẩm lộn nghèo thì nó khác. Nhưng mà nếu mà chúng ta sản phẩm mà có điểm chung thì chúng ta phải tìm cái điểm chung. Ví dụ sản phẩm đó là chúng ta bán quần áo, túi sách nhưng mà điểm chung là thời trang. Chúng ta bán thuốc giảm cân, tăng cân nhưng mà điểm chung là sức khỏe. Thì chúng ta sẽ dựa vào cái điểm chung để chúng ta viết. Được chưa? Cho ta chúng ta không đi lộn xộn. Còn tất nhiên là mình bán cái gì thì mình nên chuyên một cái. Từ chúng ta bán thời trang linh tinh thì đấy, chúng ta tìm điểm chung của những cái sản phẩm đó để chúng ta lên một cái nội dung nó xuyên suốt. Được không? Rồi. Ok. Thì mọi người hình như đi ngủ hết rồi hay sao nhỉ? Đúng rồi đó. Mọi người hình như đi ngủ hết rồi. Chúng ta comment thử là còn bao nhiêu người nè, bởi vì cũng khuya. Bởi vì đôi khi là mình nhìn cái mắt live stream thì đôi khi mọi người đi ngủ hết rồi cũng nên. Chúng ta comment xem thử là còn những ai đang ở đây xem nào. Tăng mắt à? Em tăng anh đưa tiền đây, anh tăng cho. Bên anh có dịch vụ tăng mắt live stream à? Ở quê anh gọi là đưa chè cho chó. Rồi đi ngủ hết mất rồi. Thôi khả năng là tuyển sỉ chị Huế. Nếu mà mình muốn tuyển sỉ chi nhánh đại lý thì mình lại phải, tức là cái ở đây họ không phải là người mua sản phẩm của chị, thì chị lại nói về kinh doanh chị nhé. Chị nói về kinh doanh, chị nói về tài chính, chị nói về tiền bạc, chị nói về cơ hội đổi đời á. Tức là cái người mà trực tiếp mà chị muốn thu hút á. Chứ nếu mà chị nói về sản phẩm á thì không có nên. Đấy, chị dạy người ta về kinh doanh này, rủi ro kinh doanh này, rủi ro về tài chính này, rồi là làm thêm, kiếm thêm thu nhập á chị á. Rồi là sau đó thì lại đưa ra lợi thế khi mà gia nhập hệ thống của chị này, được đào tạo cái gì này. Ví dụ như là chị mời em về dạy cái hệ thống của chị vậy. Với lại post những cái như là ngồi trong xe hơi, ngồi trên cái gì du thuyền chẳng hạn, ở kinh doanh để có được như thế này. Ôi ông sinh ơi, ông rảnh ông cứ tăng mắt live stream làm gì, anh không có thích chơi trò đấy, cứ đưa tiền đây anh làm cho em lên phát, không lên hoàn tiền, không lên hoàn tiền, thích bao nhiêu mắt có bấy nhiêu mắt. Có số tài khoản của anh chưa, inbox lấy số tài khoản. Ok, còn một vài anh chị nữa thôi đúng không? Rồi. Chưa quay số Jenny ơi. Nếu như mà mọi người mà muộn quá thì chúng ta có thể là xem cái quay ở cuối buổi live stream để xem mình có trúng không á. Vẫn xem đây à. Rồi, ok. Nhưng mà cái phần này thì em cũng nói không có kịp được. Với lại cái phần của chị Nguyễn Huế á, cái phần mà xây dựng nội dung là một phần thôi. Cái phần của chị là phải có cái người mà đang kinh doanh á, đang muốn kinh doanh á, có trong cái tệp khách hàng, cái tệp bạn của mình không ấy đó. Trong tệp của mình toàn là mấy người á, suốt ngày cắm đầu đi làm, không có ý thức được cái gì kinh doanh gì. Anh Nguyễn Cao Quỳnh hỏi là nick bán hàng có nên cho tool auto tương tác. Thực chất thì em nghĩ là nên, nhưng anh dùng vừa phải thôi. Đúng như là tool, giống như là chúng ta hít ma túy á, chúng ta hút vừa phải á thì là được. Nhưng mà anh mà hít quá đà một phát là chết nick nhá. Thì lời khuyên của em là mình dùng điều độ thì được, bởi vì là ví dụ như em không lâu không tương tác với anh thì anh em cũng không thấy bài, nhưng mà tool nó làm nhiệm vụ tương tác á thì nó vẫn có tăng cái lượt hiển thị lên anh ạ. Target thì em tìm lại trên website của anh á, em lên cuongbich.com á. Ở đây em lên web này, cuongbich.com này. Em tìm cái bài là target á thì anh có nói rõ về target rồi. Còn nếu như mà em muốn học về siêu target, target chính xác thì tham gia lớp học của anh. Còn target thì anh nói rõ ràng rồi.
Rồi, ok. Khả năng là cũng khá là muộn rồi. Thôi được, mình sẽ nói nốt cái phần này luôn nhé. Đó, làm sao để thu hút khách hàng. Ok. Khả năng là mình sẽ nói nốt nốt cái phần này mọi người nhé. Bởi vì là giờ nó cũng khá là muộn nữa. Bởi vì bây giờ chúng ta đến 30 phút nữa là 11 giờ rồi. Thì nó cũng khá là muộn. À, lớp của anh thì ở Hà Nội thôi em ơi. Em hình như bên Đài Loan hay bên gì đúng không? Vẫn xem à, cố gắng à. Mọi người động viên cho mình cố gắng phát cho nó hết nội dung nào. Cố gắng mọi người mở mắt ra và comment cố gắng lên nào. Và chúng ta hãy chia sẻ livestream giúp mình để ủng hộ mình nhá. Thay vì mình phải đi quảng cáo cương bích thì mọi người chia sẻ cái thông tin này đến bạn bè của mọi người, các hội nhóm mọi người thì nhiều người cũng biết đến mình hơn và bên mình cũng có thể là có khả năng làm các dịch vụ quảng cáo tốt hơn. Bên mình có làm web hay là thiết kế hình ảnh logo, chạy quảng cáo Facebook, Google, Zalo, marketing tổng thể bên mình có làm hết. Đào tạo bên mình cũng có. Nên là các bạn giúp mình livestream, chia sẻ livestream thì cũng là một phần ủng hộ cho mình. Cảm ơn rất là nhiều. Đây mình có thấy là có bao nhiêu nhỉ? Chúng ta có đây là số lượng người 37 người chia sẻ. Mình cảm ơn rất là những người đã chia sẻ cái livestream giúp mình. Ôi, cố lên, chạy vô. Học tiếng Hàn nào. Còn ai nữa không nào? Mọi người còn ai mà còn ai đang online thì cái thứ nhất là mọi người comment cố lên. Bây giờ cũng khá là muộn rồi. Thứ nhất là muộn ngày mai còn đi làm. Mình mà không đi làm sếp nó trừ lương chết. Thứ hai là mọi người chia sẻ livestream về tường giúp mình nhá. Và giúp tôi nhưng mà mình vẫn có phần quà là một cái trị giá là 1 triệu 500 ba khóa học online một lúc luôn. Khóa học bán hàng livestream này, khóa học bán hàng Facebook này, khóa học bán hàng chatbot này. Rồi chúng ta sẽ nói cái đầu tiên nhé. Rồi cảm ơn mọi người đã ủng hộ, cố lên nhé. Có thêm tí động lực. Nói về buổi livestream chúng ta kéo rất là dài đấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ này, cái đầu tiên mà mọi người phải quan tâm á, đó là cái công thức bán hàng trên nick cá nhân. Vì chúng ta muốn thu hút khách hàng là chúng ta phải có công thức của nó. Còn nếu mà chúng ta chỉ chăm chăm vào bán hàng thì chắc chắn là bán không có được rồi. Bởi vì chúng ta nó bán hàng nó cũng giống như là cô gái á, đúng không? Theo tình thì tình chạy, mà chạy tình thì tình theo. Chúng ta càng mà chúng ta càng đuổi theo khách hàng á thì khách hàng càng đi. Còn như mình thì mình chảnh lắm. Mình tham gia học không học thôi. Làm dịch vụ không làm thôi. Đó, có duyên thì mình đến với nhau, không phải chèo kéo mình. Quan trọng là cọc rồi không học thôi. Không, anh không bao giờ chèo kéo đúng không? Anh không chèo kéo luôn. Thích thì đủ duyên thôi. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến cái công thức 5B, đó là bạn là ban bạn bàn bán bè. Ở đây thì cái từ nào mà mọi người không hiểu trong cái năm cái từ này? Đây là công thức mà chúng ta giúp chúng ta bán hàng ở trên nick cá nhân cực kỳ là hiệu quả. Bản thân mình cũng đang làm. Bản thân mình thì đang làm ở cái bước đầu tiên, bước thứ hai, bước thứ ba và cái phần thứ tư, thứ năm thì mình chưa làm. Trong năm cái bước này mọi người có thắc mắc cái bước nào không? Có thắc mắc cái bước nào trong năm cái bước này? Đó là ban này, bạn này, bàn này, bán này, bè này. Chắc là cái đầu tiên đó. Rồi, mọi người comment thử là trong năm cái bước này thì chúng ta khó hiểu ở bước nào? Ban, đúng rồi, ban là chúng ta cho đi. Chuẩn luôn. Đó là cho đi. Thì để tiết kiệm thời gian thì mình sẽ giải thích nhé. Đầu tiên là chúng ta phải ban, tức là chúng ta cho đi không có điều kiện gì hết á. Chứ ví dụ bây giờ chẳng hạn mình gặp một ai đó, mình, ê mày mua hàng của tao thì mọi người có mua không? Không đúng không?
rất là khó. Hoặc là bây giờ đi, bây giờ chúng ta gặp một cô gái, mình hỏi, ê mày cưới tao không? Thì tất nhiên nó cũng sẽ tát cho vỡ mồm rồi. Không thể làm như vậy được. Đúng rồi, bè tức là trung thành. Thì ban tức là gì? Em có cần anh giúp không? Đúng không? Anh thấy em đi lại khó khăn mà em có cần anh giúp không? Anh có cái ghế này cho em ngồi này, cho nó tiện này. Em có cần anh trở về không? Được chưa? Chúng ta hiểu ban chưa? Ban tức là cho thứ mà người ta cần. Chúng ta không cần, họ cần, ví dụ bây giờ họ cần về giảm cân, tôi cho các bạn công thức về giảm cân. Được chưa? Nó cho công thức về giảm cân, chúng ta không cần thiết là gì hết. Bây giờ chúng ta cho những cái mà họ cần thôi, chúng ta cho đi. Cho đi rồi sao nào? Sau khi mà chúng ta cho thì chúng ta phải hãy biến họ thành bạn. Được không? Bây giờ chúng ta hãy biến họ thành bạn chứ. Chúng ta thường thường là chúng ta cho phát là chúng ta bán, nhưng làm sao được. Phải bạn ở đây tức là chúng ta có niềm tin đó. Tức là trong đầu chúng ta phải suy nghĩ là à, khách hàng của mình là bạn, khách hàng là người cho tiền của mình. Chưa? Anh à, anh mấy con rồi? Nhà anh 5 bé rồi. Ok, bạn nhé. Sau đó chúng ta sẽ bàn. Bạn là gì? Sau khi mà chúng ta làm bạn á, thì bạn, nhưng mà ví dụ như là tôi là cũng là bạn với các bạn ở đây đi, nhưng mà chúng ta không bàn cái thứ mọi người quan tâm á, thì liệu mọi người có nghe đến lúc này không? Đó gọi là bàn. Thế như mình chẳng hạn, mình thì quan, mình có quan bán nick cá nhân đâu, nhưng mà mình biết mọi người quan tâm, nên là mình đã bàn cái thứ mà mọi người quan tâm. Và sau khi mà bàn á, đúng không, thì mình mới bán. Đó, và sau khi bán á, thì đến mức cao hơn, đó là trung thành, đó là bè, đó là tuyển đại lý, tuyển sỉ, rồi là khách hàng, giới thiệu khách hàng là bè. Như hôm nay chẳng hạn, mọi người ngồi nghe livestream ở đây, mọi người có thể không mua sản phẩm của mình, nhưng mà một ngày đẹp trời nào đó mọi người cần làm marketing online thì nhớ giới thiệu cho mình nhá. Được chưa? Hoặc là mọi người cần làm website hay là cần tư vấn một cái hệ thống marketing, đặc biệt là đào tạo về quảng cáo Facebook, bán hàng Facebook, hay là mọi người cần mua một cái công cụ gì đó mà hỗ trợ kinh doanh Facebook, thì hãy liên hệ mình. Mình đảm bảo là mình sẽ giúp cho mọi người với những cái mải giảm giá cực kỳ là đẹp luôn. Mình đảm bảo tí giúp cho người hết tiền nữa. Hả? Không hết tiền gì em. Đúng không? Mọi người hiểu công thức 5B chưa? Nếu mọi người còn thức và hiểu công thức 5B thì chúng ta hãy gõ 5B. Chúng ta phải hành động nhá. Chúng ta phải gõ là 5B để chúng ta hành động. Được chưa? Đó là công thức mà bán hàng thần thánh luôn. Mà cái công thức này cũng không phải là do tôi nghĩ ra đâu, mà người ta đã nghiên cứu rất là nhiều rồi. Nghiên cứu cực kỳ là nhiều rồi để đẻ ra cái công thức này giúp mọi người á. Nó cũng giống như cái việc mà mọi người thường hay tự nhiên có một bà chạy vô bàn này bàn này bàn kia, nói ừ cái này ngon lắm, cái kia ngon lắm, nghe kiết thì cũng phải chạy đi ăn thử cái, đúng không? Ví dụ đơn giản bây giờ mọi người hiểu thế này nhá. Bây giờ chúng ta đang bán một sản phẩm chẳng hạn, bây giờ chúng ta muốn tiếp cận đối tượng khách hàng giảm cân, chúng ta vào một group, chúng ta chia sẻ một bài viết về giảm cân, tức là chúng ta cho, chúng ta bàn cái thứ họ quan tâm, thì lập tức họ sẽ hiểu, ôi thằng nào mà viết giảm cân hay vậy, ra xem thử nó gầy hay mập, đúng không? Thì chúng ta lại gia tăng niềm tin, và sau một thời gian theo dõi thì họ mua hàng. À, với lại có một số bài viết hiện giờ mọi người chắc cũng đang thấy là tuyển sĩ, mình đang nói những bài viết tuyển sĩ nha. Tuyển sĩ không mất buộc phải chạy vô là à, tôi có cọc túi gì bán hàng, tôi cần tuyển sĩ đấy kia, mọi người vô mình có thể làm người mua luôn. Mình đang cần, ví dụ bạn bán giảm cân, mình đang cần thuốc giảm cân, ai bán thì liên hệ mình đó. Thì sẽ có một đống người liên hệ bạn, rồi kết bạn với những người đó, bắt đầu mình khi mình kết bạn với họ đồng ý rồi đó. À, ngon vậy. Ừ. Bây giờ mày bảo ngon vậy thì ngon quá. Thế mà đi thế cùng vó đúng không? Cái đó là rất là dễ luôn. Tại khi mình kết bạn thì cái tên đó là mình là người mua mà. À. Thì nó sẽ đồng ý. Sau khi đồng ý mới biến hóa ra là mình đang dụ khỉ nó vô để bán cái mày kết bạn với toàn không bán. À đúng rồi, đó là tuyển sĩ mà. Tuyển sĩ rồi, anh hãy hiểu đúng không? Có nghĩa là mình vô mình khi họ kết bạn mình bắt đầu mình mới hướng được biết những cái bài làm giàu hay là cách kinh doanh này kia nó thích thì nó mới lấy luôn. Ok. Tức là bây giờ chúng ta lùa nó vào đúng không? Ok, nhưng yên tâm là mình không bao giờ lùa mọi người hết á. Mình chỉ cho những cái giá trị thôi. À, hôm nay giúp mọi người nhìn một cái buổi livestream thế này thì mình phải chuẩn bị cách đó ít nhất là một ngày, mình mất một ngày để chuẩn bị cho cái buổi livestream.
từ mời khách mời này, lên kế hoạch live stream này, chuẩn bị âm thanh, ánh sáng, thiết bị, đúng không? Đó, dụ cái thằng này nó qua, nó ngồi ở văn phòng một mình, nó buồn lắm. Không, có mà được. VFP thì sẽ được giảm 10%. Cứ liên hệ anh cho cái mã giảm giá. Ok, bây giờ chúng ta nói nốt mấy cái phần này đấy nhá, bởi vì là có cái phần kia thì đến phần nào thì chúng ta sẽ thử. Bây giờ chúng ta sẽ này. Đây. Sau khi bây giờ chúng ta sẽ làm sao để tìm kiếm khách hàng được này. Vì như bây giờ mọi người bán bạn bè mãi cũng hết rồi. Bắt buộc là mọi người phải gia tăng khách hàng. Được chưa? Ví dụ như chẳng hạn thì mọi người đang xem cái live stream này này, thì hầu hết là khách hàng của mình rồi, và học viên cũng hầu hết rồi, thì cái chuyện đó thì nên là mình không thể bán được lần hai cho mọi người, ví dụ vậy. Thì mọi người giúp mình chia sẻ live stream thì chúng ta lại tiếp cận những khách hàng mới đó. Thì chúng ta tiếp cận như thế nào? Thứ nhất là chúng ta sẽ tham gia những cái hội nhóm mà có chứa khách hàng. Ví dụ đơn giản là mình có biết một bà chị có rất là chiêu, rất là hay. Bà ấy đi bán bất động sản á, mà bà ấy hiện tại bà ấy tập golf mà 3 năm chưa xong. Tập đánh golf em. Bởi vì bà ấy biết là cái hội người chơi golf là họ có tiền. Được chưa? Và bà ấy vào đó tập chơi golf, bà ấy tập 3 năm chưa xong. Và bán được rất là nhiều sản phẩm trong đấy. Mọi người hiểu ý mình mà khi mọi người tham gia các hội nhóm không? Đó, hội nhóm đó là mọi người tham gia các hội nhóm mà có chứa khách hàng của mình, khách hàng tiềm năng của mình, đúng cái đối tượng ở phía trên đã xác định đúng độ tuổi này. Được chưa? Chúng ta muốn bán đồ phượt thì hãy vào nhóm phượt này, đúng không? Chúng ta muốn bán thực phẩm chức năng thì hãy vào cái nhóm mà đội thích ăn hữu cơ này, rau hữu cơ đấy, khách hàng tiềm năng ở đấy chứ đâu. Chúng ta sẽ có những cái fanpage này về cộng đồng, chúng ta bán mì phẩm, chúng ta theo dõi những cái trang như là blog về mì phẩm á, thì chúng ta có thể là comment kết bạn ở đây, rồi chúng ta theo những cái nick cá nhân mà đang bán hàng này, hoặc là chúng ta có thể quét UID của những cái bài viết cụ thể để chúng ta kết bạn. Ví dụ cái bài đó viết về giảm cân, rất là nhiều người like, mình biết à cái bài này là chứa khách hàng của mình rồi, mình có thể lấy cái đó. Chúng ta hiểu cái cách tìm kiếm khách hàng chưa nhỉ? Nhớ nhất là chúng ta phải xác định là chúng ta bán cho ai từ đầu nhé. Rồi sau đó chúng ta đến với giai đoạn là đi tìm kiếm khách hàng nhé. Tìm kiếm hội nhóm này, tìm kiếm trên fanpage này, tìm kiếm nick cá nhân này. Chúng ta xác định là một bài cụ thể, những người like, những người comment, những người chia sẻ. Ví dụ đi, ông nào đang dạy về bán hàng trên nick cá nhân đi, thì ông ấy quét toàn bộ những người đang xem cái live stream này của mình. Toàn bộ người like hiện tại nó đạt tầm khoảng 100+ người like này, thì thực sự là những người, và những người đang comment ở đây, thì đó là những cái người mà họ quan tâm cái sản phẩm, họ quan tâm về bán hàng Facebook cá nhân. Mọi người hiểu ý mình không? Hiểu thì ok xem nào. Không người đi ngủ hết rồi. Tha hồ mọi người kiếm khách hàng luôn. Mọi người dựa vào cái nội dung để chúng ta kiếm khách hàng. Đấy, ví dụ ở đây hiện tại có 116 người like, 50 bình luận, 116 chia sẻ. Được chưa? Mọi hiểu không? Ok hết xem nào, xem còn ai nào. Còn những ai đang thức với cương bích đêm nay. Mình hôm nay mỗi lần live stream cho mọi người là mình phải lên văn phòng, bởi vì ở nhà nó ồn. Bây giờ ở nhà thì chắc là ồn lắm, nên là mình phải lên văn phòng. Và lên văn phòng ngủ không có ngon, nên mọi người phải ủng hộ mình nhiệt tình vào, chứ không là ngủ không ngon được luôn á. Rồi, sau khi mà chúng ta tìm kiếm được cái nơi chứa khách hàng của mình, đúng không? Cái này ok đúng không? Chúng ta hiểu đúng không? Rồi, thì chúng ta sẽ đến cái bước tiếp theo. Anh đang ở Sài Gòn. Cà phê không Hoàng Nghiêm ơi? Hai vợ chồng cà phê không? Chị Tâm đi về Đà Nẵng rồi, anh ở Sài Gòn. Dạo này Hà Nội chưa ra được, bận quá chưa ra Hà Nội được. Rồi, thế là nhiều khi không check in ở Sài Gòn, mọi người cứ ngờ là mình đang ở đâu đâu. Xác định lại mọi người một lần nữa là mọi người rất là hay nhầm là mình sống ở Hà Nội, nhưng mà thực chất là mình sống ở Sài Gòn. Và
một tháng thì mình ở Hà Nội tầm khoảng 10 ngày thôi, hôm nào buồn buồn thì mình ở Hà Nội 15 ngày, còn chưa ở Hà Nội 20 ngày bao giờ, buồn lắm là mình ở Hà Nội 15 ngày. Sớm mà chị ơi, chị like bán hàng khác, em like em có bán hàng đâu. Rồi, chúng ta tìm kiếm đúng không? Chúng ta có cái bây giờ sau cái tìm kiếm này thì chúng ta phải tiếp cận này. Đây là cách tiếp cận này. Đấy, chúng ta sẽ tham gia các nhóm này. Chúng ta sẽ chia bài, chúng ta sẽ cho giá trị trong các nhóm này. Sau đó là chúng ta đi tiến hành kết bạn này. Mà muốn kết bạn thì cái khó là người ta sẽ không đồng ý, đúng không? Ai chả biết là mình đi kết bạn. Nhưng mà kết bạn để người ta đồng ý á, thì chúng ta là phải quay về cái phương án đầu tiên. Đó, chúng ta trở thành một chuyên gia. Chúng ta có một cái nick cá nhân tốt, chúng ta có những bài viết giá trị, được chưa? Sau rồi khách hàng nhìn vào đó, ồ, thằng này được đấy, mình kết bạn. Mọi người hiểu ý điều này không? Chứ còn bây giờ mọi ai chả biết là đi kết bạn, nhưng mà kết bạn làm thế sao cho người ta đồng ý thì chúng ta phải làm cái bước ở trên. Được chưa? Đúng không? Mọi người ok không? Mọi người có khó khăn gì trong cái việc kết bạn không thì mọi người cứ comment cho nào. Kết bạn nhiều quá bị Facebook chặn. Facebook chặn thì kết ngày tầm khoảng 700 thì là thoải mái. Một ngày mọi người kết một ngày dưới 500 bạn. Thoải mái luôn. Kết xong mọi người nhớ nha, thằng nào không đồng ý thì phải hủy nhá. Bởi vì là nhiều lời mời, tầm khoảng 1.000 lời mời thì nó không gửi được nữa. À, khóa Sài Gòn thì mười mấy tháng này, 14 tháng này mới có khóa Sài Gòn. Rồi. Ở đây thì trước đây thì mình có hay có làm khóa online, tức là dạy toàn quốc, ở dạy trực tiếp, dạy giống như mọi người đang live stream với mọi người đây này này. Nhưng mà lâu rồi không có làm, thì sắp tới có thể mình có thể ra mắt một cái khóa mà đầy đủ luôn. Cả bán hàng cá nhân này, cả bán hàng fanpage này, cả bán hàng ở trên Shopee này. Đấy, cả thiết kế hình ảnh nó làm sao là đủ để chúng ta kinh doanh được luôn. Thiết kế hình ảnh trên điện thoại. Rồi. Cái chuyển đổi này tức là chúng ta sẽ có những cái bài viết để bán hàng á, thôi kêu gọi hành động á. Ví dụ chẳng hạn như là cái khóa học Facebook cầm tay chỉ việc chẳng hạn, bên mình đang là 4,5 triệu chẳng hạn, được chưa? Nhưng mà ví dụ như là bạn nào muốn học trong buổi live stream hôm nay chẳng hạn thì giá chỉ còn là 3,9 triệu, được chưa? Và chuyển tiền luôn á thì là 3,6 triệu. Đó là một dạng kêu gọi hành động mọi người nhá. Và mình nói thật đấy, ở đây chúng tôi bên mình có một cái lớp gọi là Facebook cầm tay chỉ việc, và chúng ta sẽ được học đàng hoàng một sản phẩm bắt đầu để chạy quảng cáo thế nào luôn. Và là cái nơi mà dạy duy nhất ở Việt Nam này dạy và thực hành trên sản phẩm học viên, được chưa? Nên nếu mà mọi người đóng học phí luôn, đó là 3,6 triệu. Đóng học phí được giữ chỗ VIP, giữ chỗ đúng không? Ngồi ok gần. Mọi người hiểu cái kêu gọi hành động chưa? Nhưng mà thật đấy. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đến cái phần tiếp theo là các cái công cụ để hỗ trợ mọi người. Nhưng mà cái phần chuyển đổi á, có thể là kêu gọi hành động, có thể là mini game cũng được. Đúng rồi, đúng rồi. Có hẳn một cái mini game cũng được. Cái công cụ hỗ trợ này thì mình sẽ gửi cho mọi người sau nhé. Công cụ giúp mọi người kết bạn này, giúp mọi người tham gia nhóm này. Hà Nội á, có cho em. Anh Hà Nội, Sài Gòn anh bay hết. Số tài khoản anh á. Liên hệ inbox đi. Đây, không, số tài khoản anh có. Hệ thống tự động luôn. Tự động hay có nghĩa là tự bấm ấy. Được chưa? Đúng, bây giờ hôm nay ai học ở đây là đúng 3,6 triệu. Số tài khoản nhảy lên luôn. Và khóa học của mọi mình thì mọi người biết rồi, mình chia sẻ nhiệt tình thế nào thì khóa học mình còn nhiệt tình hơn nữa. Mình phải có trách nhiệm. Rồi. Ok, cái chỗ công cụ hỗ trợ này này thì mình sẽ đóng gói và gửi video cho mọi người nhé. Đúng không? Ok, em cảm ơn anh Hòa. À, mọi người nhé, mọi người lưu ý này, là cái công cụ này mình sẽ gửi. Và để mọi người nhận cái công cụ được á, thì mọi người có cái thấy cái đường link ghim của mình không?
mọi người kích vào đường link đấy, hoặc là mọi người sẽ ấn vào cái nút này. Đây. Mọi người nhớ mọi người vào cái live stream nhá, và mọi người sẽ có một cái đường link để mọi người đăng ký nhận tài liệu á. Thì sau này thì mình ai nhỉ? Em khởi nghiệp nhờ khóa mỗi khóa 299k của anh đúng không? Ok, chúc mừng em nhá. Thực chất là anh cũng mong muốn là những cái khóa học của anh là nó chất lượng, nhưng anh không hứa hẹn mấy lắm. Mình là đi đường dài. Đây, mọi người đây, mọi người nhớ nhá, mọi người nhận tài liệu ở đây này. Thì sẽ gửi qua mail và gửi qua chatbot. Chào Hoàng Quốc Việt. Thì mình sẽ cái bộ mà sử dụng công cụ á, ví dụ như làm sao để kết bạn, làm sao tham gia nhóm, rồi nhiều lắm, thì mình sẽ gửi cho mọi người nhá. Thì chắc là phải vài ngày nữa thì mình mới gửi được. Với lại mọi người nên tìm hiểu về cái việc set pin miễn phí bằng những cái công cụ. Đó cũng rất là hay á. Chứ mà vô một cái Facebook cá nhân mà suốt ngày chỉ thấy được những cái gọi là sao? Đăng bài, le que, không có like, cũng không có người bình luận. Thì nó không có lòng tin. Với lại thực ra tính mình cũng vậy thôi. Cũng như mình. Cảm ơn Hoa Nghiêm. Mình cố gắng thôi em ạ. Nói chung là cái khóa học cũng vậy, mình không thể là qua 3 ngày học mà mình đào tạo mọi người thành chuyên gia được. Nhưng mà cái quan trọng là mình sẽ đồng hành với học viên khi mà mọi người làm nó ổn định hay thôi. Chứ không phải là ôm con bỏ chợ, rất là nhiều nơi họ sẽ ôm con bỏ chợ. Đem hay không? Hả? Đem hay không? Ôm con cùng ôm, cùng đem, đấy gọi là ôm đi bỏ chợ em. Rồi, ok mọi người. Thì cái phần mà bán hàng qua livestream thì mình chắc là mình sẽ nói ở một dịp khác, được chưa? Và mình cái bộ bán hàng qua livestream thì mình đã làm video sẵn rồi và mình sẽ tiến hành quay giải luôn nhá. Ở đây thì mình sẽ có hai giải này, giải thứ nhất là dành cho người chia sẻ livestream nhiều nhất. Giải thứ hai thì mình sẽ quay số luôn. Random đúng không? Và cái điều kiện để mọi người trúng giải thì thứ nhất là chúng ta phải chia sẻ livestream trước khi mà chúng ta quay số. Thứ hai là chúng ta sẽ comment không quá 3 số nhá. Chúng ta thử từ 1 đến 100 này. Rồi. Học hoài mới học anh chứ không có thời gian xem à. Cứ từ từ. Rồi ok, mình quay số nhá. Rồi mình zoom to một chút rồi hôm nào lại tranh cãi nhau. 86. Ok, con số trúng thưởng là con số 86. Ở đây có ai có số 86 không nhỉ? Rồi chúng ta dừng chúng ta không đánh số nữa. Chúng ta không đánh số nữa bởi vì là bây giờ livestream đã kết thúc rồi. Đấy. Chúng ta sẽ dừng lại nhá. Rồi, ok. 86 có ai trúng cái này không? 86. Con số may mắn là con số 86. Được chưa? Ôi bây giờ comment thì không có ích lợi gì nữa rồi. Bởi vì hệ thống nó sẽ có cái thời gian mà mọi người comment. Ai trúng vậy? Ok. Ok ok nha. Ai trúng thì qua bên mình trải nghiệm dịch vụ chăm fanpage 7 ngày á. À, Thương có một phần quà là dịch vụ chăm fanpage 7 ngày miễn phí. Để mình nhảy tặng luôn nó hai em mình. Đây là cái phần quà á, thì lần sau mọi người hôm nay chưa trúng thì chơi lần sau nhá. Phần quà của chúng ta đó là đây, 1,5 triệu, 3 khóa học online luôn, Facebook, chatbot, bán hàng, livestream. Ok. Không, chắc chắn là sẽ có người trúng, bởi vì nếu mà không đúng số 86 á thì sẽ lấy cái số mà gần nhất, lấy cái số gần nhất mà đã chia sẻ livestream từ trước đó. Vẫn chúng ta vẫn như vậy chứ không phải quay hoài thế này thì làm sao ai trúng được. Mình sẽ tạo điều kiện cho mọi người trúng giải. Ok. Thì hẹn mọi người ở cái chương trình livestream tiếp theo nhá. Thứ nhất là cảm ơn mọi người đã xem, thứ hai là cảm ơn Thương hôm nay đã đến với anh. Tiếp theo nữa là cảm ơn Lò Hà đã nhận tham gia cái chương trình. Đấy. Ok. Chúc mọi người làm thành công. Trước khi đi chúng ta chào nhau một cái nhá. Xin chào mọi người.
Hẹn mọi người ở livestream thứ năm tuần sau. Thứ năm tuần sau thì chủ đề của chúng ta đó là tìm sản phẩm để bán trên Facebook như thế nào. Thì cái này thì mình không, thật sự là mình không có giỏi đâu. Mình chỉ giỏi khi mà các bạn có sản phẩm rồi thì đưa cho mình làm marketing, hoặc là mình dạy các bạn làm marketing thôi, chứ mình chọn sản phẩm kém. Đấy, nên là mình không bán hàng được là vậy, mình chọn sản phẩm dốt lắm. Nên là mình sẽ mời một cái khách mời, họ sẽ chia sẻ mọi người là à, làm thế nào để chọn sản phẩm để bán. Ok nhá. Còn cái phần mà bán hàng live stream thì mình sẽ hẹn ở một cái chương trình live stream, hoặc là được live stream khác mình sẽ chia sẻ. Còn bây giờ thì mình từ từ mình chưa chia sẻ đã, mình tạo cái ưu đãi riêng cho những cái người đó có khả năng là ấy được nhá. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều, hẹn mọi người ở cái chương trình tới nhá. Dạy marketing. Ok, em về Việt Nam đi. Rồi, ok, xin chào tất cả mọi người. Chương trình xin phép được kết thúc. Đến đây là kết thúc. Mình xin chúc mọi người ngủ ngon. Nếu như mọi người có cần cái dịch vụ gì về Facebook thì hãy liên hệ mình, hoặc là Facebook nói riêng thì bên mình là chuyên rồi. Còn nếu mà chúng ta cần một cái dịch vụ về marketing online á thì hãy cứ liên hệ mình, đừng có ngại. Chúng ta không biết thì mình sẽ tư vấn. Mình sẽ tư vấn nhiệt tình cho mọi người luôn. Ok. Một lần nữa thì cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mình xin phép được dừng cái live stream tại đây. Chúc mọi người nhiều sức khỏe. Hẹn mọi người ở 21 giờ thứ năm tuần sau. Ok. Chào mọi người.